Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng điều cả thể như nhau. Sa thú, sa thú, sa thú. Akka sắc tha cha bùng mắc tha kha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu sa sa năng a ca sắc tha cha bùng mắc tha đề qua na ga mahat thi kha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng rắc thành tu nô ga ru a ca sắc tha cha bùng mắc tha đề qua na ga mahat thi kha phụng nhanh nô anu mô đành tu chít răng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sắc tha cha bùng mắc tha đề qua na ga mát thích ca phụng nhanh nô anu mô đành tu chít răng rắc khanh tu pha ni nô a ca sắc tha cha bùng mắc tha đề qua na ga mát thích ca phụng nhanh nô anu mô đành tu chít răng rắc khanh tu nô sa đà chư thiên ngự cha hư không địa cầu ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước bình lâu chúng tôi vui thú đạo mệnh đạo màu tu hành tinh tấn hỏa hầu vô sanh dân kinh kusala kham mang các tam bằng khi đi dân mama kha về na hòa cha mana sa ti ra se su cách tăng các tăng về sắc ta sanh nhi nhô ác thi về các sắc ta a sanh nhi nhô các tăng phùng nắp ta lăng mây hàm sắp đề pha ghi pha quăng tu tề về tăng các tăng su vi đinh tăng đinh năng phùng nắp ta lăng mây già về các thác ta na cha năng ti đề hòa gần tòa niết bề đai bề lô căn di về sắc ta chiều văn ta hà rất hề thúc hà ma nhung nhân bồ cha năng sắp bề la băng tu ma ma sệ ta sa ti con xin hồi hướng phước này cấp trùng khắp cùng khắp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo chuyện giúp cho thảy điều hưởng vị cam lồ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền tính tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ trọn duyên đạo hành con xin tác bạch thỉnh pháp sư ê quan sa hàm tất ti rầm ma pha ca quanh tăng ác tha chắc ta tung hì pha huệ na tăng bút thô ca rung nhê na ti hòa sa gia tăng hà bút tha gia pha đề na mi ga đa dân ta tô ga tô bằng cha quốc di ya đa vô này về a mặn pha về si tham ma tô ta tô pháp bù ti sam bút thô a nu na tham ma đề sa năng ma khắc qua sa ni đề se si sắc ta năng a ta sức ta khăn tề na sa thu ấy vô tề đề se thu tham ma đề sa năng sắp ba di tha pháp ri sa cha nu kham thăng thi kha ta quê phạm thiên thành kính khoảng khoảng phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tính giữ pháp từ đó là nhóm kiều chặn dư được ném hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí chi vẹn toàn con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước là để thử mic coi có nghe rõ không sau là để chuẩn bị trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng con xin cung thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Tát sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát sa Nam mô Tát sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát sa Nam mô Tát sa
Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư con sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khà. À, dạ con sư lễ sự tinh lễ tăng cô tu và xin mến chào các anh chị đạo hữu. Dạ, cho ý là không biết là âm thanh của con nó có nghe được không? Dạ, nếu mà âm thanh của con nghe được tốt rồi thì xin mời các anh chị đạo hữu sẽ gõ những cái câu hỏi ha. Mời các anh chị gõ lên để chúng ta được sửa sự liệu tông. Dạ, kính thưa sư là hồi tuần trước con có hỏi về cái vấn đề về cái ba la mật, thì sư làm 10 cái ba la mật đó thưa sư, thì có phải là cái nền tảng của 10 cái ba la mật đó chính là giới định tuệ hay không? Tại vì ở trong 10 cái hạnh ba la mật thì trong đó có bố thí, rồi có giữ giới, rồi xuất ly, thì nó cũng nằm, nói chung là mình xét thấy 10 cái hạnh ba la mật đó thì vẫn dựa trên cái nền tảng, cái cơ bản của cái giới định tuệ. Thì như vậy thì không biết rằng là cái giới định tuệ nó có phải là cái gốc của cái 10 ba la mật hay không ạ? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nó không phải là cái gốc nhưng mà nó kêu bằng nó tương hợp với nhau. Là nhớ đó, khi mà cái vị Bồ Tát á, bắt đầu khởi trong tâm mình á, để hành những cái ba la mật đó á, để tạo cái điều kiện á, thì thực sự lúc đó đó ngài có thể có giới, ngài có thể có này có nọ, nhưng mà tuệ thì có thể có nhưng mà nó vẫn không có nhiều năng lực. Nó nhớ chừng nào cho tới khi mà ngài được thọ ký đó, từ lúc này thọ ký đó thì giới định tuệ lúc đó mới hoàn hảo. Chứ trong thời gian mà nguyện trong tâm hay là nói ra lời đó thì cái giới định tuệ nó chưa hoàn hảo. Lý do nó chưa hoàn hảo là nhiều khi người ta có những vị đi không trọn đường, nghĩa là chưa trong thời gian mà mới, hoặc là trong thời gian mà nói ra lời đó vẫn có thể không tiếp tục hạ thủ công phu được. Thành ra cái năng lực nó chưa mạnh, năng lực của cái trí tuệ nó chưa mạnh, chưa đủ mạnh. Thành ra nó hỗ tương với nhau. Lúc đầu đó thì hành ba la mật để cho giới định tuệ nó bắt đầu có năng lực. Mà khi giới định tuệ có năng lực thì nó hỗ tương cho 10 cái ba la mật đó đầy đủ những cái điều kiện để cái vị đó có thể tiếp tục con đường đi của mình cho tới khi nào cái tiêu hoàn thành. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, tất nhiên là khi mà còn hành là Bồ Tát ấy, thì chưa phải là một cái bậc thánh, thì tất nhiên là cái giới, cái định và tuệ nó đâu thể nào mà nó hoàn hảo được, đúng không thưa sư? À, nhưng mà con nhìn vô trong 10 cái hạnh ba la mật đó thì thấy rằng là 10 cái hạnh ba la mật này thì nó cũng lây quay ở trên cái nền của cái giới định tuệ, nhưng mà sao con không thấy có định thưa sư? À, con không thấy có định. Như vậy phải chăng là cái chi phần định đó là mình tính vào ở trong cái hạnh nào, ở trong 10 cái hạnh ba la mật này thưa sư? Dạ, con kính xin sư chỉ về cái vấn đề này. À,
Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, định nó vẫn có mặt nhưng mà nó không có nhiều năng lực, bởi vì định khi mình có năng lực thì con người ta đi đường khác chứ không thể nào đi cái con đường tiếp tục cái hạnh để thành bậc chánh đẳng chánh giác được. Mình nhớ đó, chúng tôi có lúc trước có nói chuyện với một số cái vị mà hiểu biết về những cái hạnh này đó, thì thường thường nên ngài nói là cái định đó nó nằm trong cái Atthiddhana Parami. Bởi vì cái nguyện này đó nó phải nhờ vào cái định nó mới có năng lực. Nhưng mà tại vì cái Atthiddhana Parami này đó, cái điều kiện của nó đó là nó không thể dính chặt cái điều kiện nào cả. Bởi vì khi mà dính chặt để làm cho cái định nó có năng lực thì thường thường cái định nó có năng lực thì chúng ta cũng biết rồi. Nó hướng dẫn cái người đó đi đâu. Nhiều khi đi không đoạn đường rồi. Bởi vì cái định mà nó làm cho con người ta, nó phải nói chứ, nó có năng lực nó làm cho con người ta kêu bằng sao? Nghĩa là cái thân tâm nó kêu bằng nó dính vào một số cái điều kiện mà dễ để thiền chỉ đó, thì con người ta bỏ cuộc dễ như thì rất dễ như thường chứ không phải không? Nên là có những cái mà mình không có hiểu được những cái điều kiện mà có một số cái ba la mật, mà ví dụ như là những cái mình học để nó có trong cái bình thường như tinh tấn đồ này kia mình biết, nhưng mà ví dụ như cái khảnh tị hay là metta này kia không đó, thực sự ra cái metta này đó, metta mà là gọi là tâm từ ba la mật đó, nó không phải là cái loại metta mà các cái vị hành tứ vô lượng tâm nó cùng tên vậy, nhưng mà cái điều kiện của nó đó, cái năng lực của nó lại khác nhau rất nhiều. Nên những cái này nhiều khi mình thấy nó có thể nó ở trong những cái pháp khác, nhưng mà nên nhớ đó, cái lối hành trì nó không thể giống nhau được. Bởi vì cái lối hành trì mỗi cái nó đều có cái bước đầu và cái bước khác, nhiều khi nó đi con đường nó phải có cái điều kiện của nó chứ không phải nào cái nào cũng giống nhau được, thấy không? Bởi vì khi nó giống thường đó, tất cả các pháp này đó, pháp Đức Phật nói ra đều có cái thực tinh pháp nó tương đối giống nhau, nhưng mà cái năng lực mạnh yếu nó dựa vào cái đối tượng hay là cái quyết tâm của cái vị đó đi như thế nào. Chứ mà nhiều khi mình thấy nó giống giống nhau, mình nói nó là cái đó thì cái đó là không có gì bảo đảm cả. Mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thà Dạ, dạ con kính tri ân sư ạ. Như sư vừa mới nói đó, thì khi mà định nó có cái năng lực đó, thì nó có một cái tác dụng có thể là nó làm cho dẫn đi, coi như là nó làm cho dẫn khác, tức là ứng ngại cho cái vấn đề hướng tới cái đạo quả cuối cùng. Rồi. Do cái hỷ lạc của nó rồi nó dẫn đi như vậy, thì phải chăng rằng là cái năng lực của định nhìn ở một cái góc độ nào đó thì nó cũng có nằm mô với thầy giá, cái định của huynh nó có năng lực quá, nó hết nghe rồi huynh ơi. Dạ, nằm mô với thầy giá, nằm mô thầm ma giá, nằm mô sang khai giá. Dạ, con thấy huynh tu học Phật Pháp đã rất mít rồi, con xin có câu hỏi ạ. Dạ, con kính Ngài Trí Đức đã cho biết, đã nghe âm thanh của con được rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm cùng chư Tôn Đức.
Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bạch sư, con có một cái câu hỏi là nhân cái câu hỏi của huynh tu học Phật Pháp hỏi về Đức Bồ Tát đã tạo Ba La Mật. Thì con có nhớ là quý sư có nói là Đức Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát đã tạo Ba La Mật, hạ bậc trung rồi bậc thượng, và đến cái bậc thượng đó là quý ngài nói là có một lần Bồ Tát đã bố thí cả vợ và con. Thì con không hiểu cái tích sự như thế nào là Bồ Tát bố thí vợ và con cho cái đối tượng, cái người đó là ai, và người đó xin vợ và con của Bồ Tát thì với mục đích gì? Dạ, con xin ngài giảng giải cái sự tích này cho con được rõ. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ, kính thưa cho quý vị, cô muốn đọc thì cô vô cái chuyện tiền thân Đức Phật, cái đọc mấy cái hình như là mấy cái chuyện đó là cuối cùng nó không mà mười mấy chuyện, nó gọi là quyết sẵn đồ ăn cho tất cả nha. Quyết sẵn đồ ăn cho tất cả đầy đủ những cái đó hết á. Chứ còn bây giờ kể cái chuyện mà cái ông kia ông tới ông xin là ngài cho rồi chịu tiền ông trời để thích ông xuống ông làm gì bao nhiêu chuyện để ông giúp cho này kia ông xong đó. Nói tới sáng chưa xong nữa ha. Đây chúng ta chỉ cần những câu hỏi ngắn để chúng ta là ấy chứ còn bây giờ cái chuyện đó nó nhiều khi lắm chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu. Đó. Thành ra đây cô vô cái tiểu bộ kinh mà coi về cái phần mục cha tất cả, tức là chuyện tiền thân Đức Phật đó, coi cái phần cuối cùng gọi là huế sảnh ta ra cha tất cả, cái đó nó cũng bộn ở trên mấy đâu, đọc có mấy ngày chưa xong rồi, nó nhiều lắm, nó nhiều chuyện nhiều lắm, trên nó không có dễ giống như mình nghĩ, nó dễ hiểu rồi này kia xong nó lắc chỗ này nó lắc chỗ nọ nhiều chuyện lắm. Nhiều khi chúng tôi có những cái hỏi bất tử thì chúng tôi chỉ nhớ cái đại ý thôi, chứ còn hỏi nó như thế nào cũng mà khó, tại vì mấy cái đó người nào mà có thì giờ rồi kêu mới đọc rồi giờ nay, chứ còn nếu không mà đọc ngồi cái là đi thăm ông thằng ngủ hồi nào cũng hay á. Còn chưa có giờ nó đọc thì sẽ thấy Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á, con kính cảm ơn ngài. Dạ, để con về con cũng tìm đọc. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con mới vừa bị rớt cái mạng, cái đường mạng của con nó vừa mới bị đứt, con mới vừa vô lại. Rồi dạ, thầy xin mời các anh chị nêu vấn đề lên để cho được sư chỉ dạy. Dạ, con kính mời sư nước trà. Xin mời mọi người nêu các cái vấn đề để chúng ta cùng học hỏi. Và khó mà những cái giờ để mà hỏi vấn đáp trực tiếp những cái vấn đề cá nhân mà mình trong cái quá trình mình học, mình thực tập mà có khúc mắc, chúng ta có cái cơ hội của ngày hôm nay nó rất là quý. Xin mời các anh chị. Rồi như vậy thì con sẽ tiếp tục nêu vấn đề lên để cho sư chỉ dạy. Và sư con thấy một cái câu Bali này nó rất là lạ. Một cái câu Bali này trong kinh thôi sư, nó là trong cái kinh tiểu bộ của cái phẩm số 8 vậy đó. Nhà một cái câu này mà ý nghĩa của nó cũng nó rất là lạ, ít có vị nào đề cập tới. Đây cái câu này nè thưa sư, là Natthi Atta Kuto Nirattava
thì con tra từ điển thì và con tra vào trong của Hòa Thượng Minh Châu á, thì cái câu này dịch đó là ná thí ách ta, tức nghĩa là cái không có cái tự ngã, đã không có cái tự ngã thì từ đâu mà có vô ngã. Dạ, ná thí ách ta, đã không có cái tự ngã, cú tô niratawa, thì từ đâu mà có cái tự ngã, từ đâu mà có là vô ngã. À, thì nguyên một cái câu Pali này là nằm ở trong nguyên một cái bài kệ, thưa sư. Dạ, con sẽ xin post cái bài kệ đó lên. À, nguyên một cái bài kệ nó nằm trong cái ngữ cảnh này, thưa sư. Tức là hãy giữ được sự an tịnh về phía tự nội tâm, tỳ kheo không có cầu tìm an tịnh từ cái chỗ khác. Với người được an tịnh từ phía tự nội tâm, đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã. À, thì như vậy thì cái câu Pali này thì chúng ta nên hiểu nó như thế nào, thưa sư. Thì theo như trong cái ngữ cảnh cạn kệ này dạy rằng á, là một cái người mà đã coi như có cái tâm an tịnh, thanh tịnh rồi, thì họ có một cái nhận thức là đã không có cái tự ngã thì làm gì có cái vô ngã. Thì cái chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình đọc cái đoạn sau mình thấy nè, cái người mà không tìm cầu cái sự an tịnh từ chỗ khác, mình nhớ chỗ khác, thì người đó được an tịnh bởi vì an tịnh đó từ nội tâm chứ không thể có an tịnh từ chỗ khác. Thì cái câu ở trên cũng vậy, câu trên cũng vậy, nghĩa là nếu từ đầu đó mình đã đi tìm cái tự ngã mà tự nó đã không có thì mình không thể thấy vô ngã được. Mình nhớ cái chuyện đó, cái vô ngã ở đây không có nghĩa đối ngược với tự ngã, nhớ cái chuyện đó ha. Thành ra có tự ngã không có tự ngõ, chuyện không quan trọng, ngã mới có vô ngã ha. Chữ vô ngã ở đây đó là theo cái định nghĩa là những cái chuyện mà liên quan tới cái những cái bài mà Đức Phật dạy trong cái một số điều kiện đó, mình thấy rõ ràng đó. Mình nếu mình đọc cho đàng hoàng thì mình sẽ thấy nó như thế nào. Bởi vì cái chữ anatta đây đó, nếu mà mình tìm cái từ cái chữ atta đó, thì chữ atta đó mình phải hiểu nghĩa chữ atta. Trong cái định nghĩa mà được nói trong từ điển của quyển từ điển nó gọi là quyển từ điển Vithana từ điển đó, thì rõ ràng là cái atta đây đó là cái gì? Nghĩa của nó là tâm thân thực tánh và đại ngã, thực tánh pháp và đại ngã. Thì cái nghĩa theo Phật giáo đó nó có nghĩa là tâm thân với thực tánh pháp, còn cái đại ngã là hiểu theo cái tội tà ma ngoại đạo và thời Đức Phật đó. Thành ra nếu mà mình đi tìm cái atta là nó không có rồi, bởi vì cái nghĩa của nó là tâm thân với thực tánh pháp. Mà nếu mình đi tìm cái ngã đó thì mình hỏi đã không có tự ngã làm sao có vô ngã, bởi vì mình cái đó là do hiểu lầm. Tại vì cái vô ngã này không phải có tự ngã mới có vô ngã, cái vô ngã này nó không có đối ngược với tự ngã. Thành ra thời bởi vì bây giờ đó mình phải hiểu cái chữ anatta thì nó có ý nghĩa như thế nào. Nó có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất có nghĩa là không chịu theo ý muốn của một ai. A sẽ quá quát ta nát thả. Cái nghĩa thứ hai á, anatta có nghĩa là vô chủ, không ai làm chủ cả. Cái thứ ba đó, anatta có nghĩa là không, nghĩa là không phải ta, không phải của ta. Thì cái thứ tư đó là anatta là phủ nhận cái thiết tà kiến chấp ngã của nhóm ngoại đạo. Thì nó không có liên quan gì tới tự ngã đó, chỉ vô ngã này nó không có liên quan tới tự ngã đó. Thành ra từ đầu mình nói là không có tự ngã thì
Tiền đâu ra, từ đâu có vô ngã, cái đó là có thể là cái sự hiểu lầm nào đó. Nếu mà để đọc nguyên cái bài đó mới hiểu được, cái đó có thể là do sự hiểu lầm đó. Bởi vì cái chữ tự, chữ vô ngã đây không có nghĩa là ngược lại với chữ vô ngã. Thì cũng giống như bây giờ đó, cái tỳ kheo mà tìm thì không thể có, bởi vì sự an tịnh nó có từ nội tâm, chứ không có đâu khác đâu mà đi tìm. Thì cái này cũng vậy, thì phải hiểu cái chữ từ đâu ra. Từ đầu đó, trong kinh điển Đức Phật đã là không có cái tự ngã rồi, nhưng mà nên nhớ tự ngã không có nghĩa là đi ngược lại với vô ngã. Rồi nó hai cái này là hai cái chuyện khác nhau một trời một vực. Rồi nếu mình hiểu phải có tự ngã mới có vô ngã, đó là mình hiểu sai. Mình phải hiểu đúng là cái vô ngã này nó có bốn cái nghĩa của nó. Đó. Nghĩa là không chiều theo muốn ai, có nghĩa là vô chủ, có nghĩa là không phải ta mà không phải của ta. Với cái nữa là phủ nhận cái thiết hữu ngã của ngoại đạo. Thì hai cái chữ tự ngã vô ngã đây mình nói theo cái này, nếu không có tự ngã thì đâu có vô ngã. Cái chuyện đó là nó sai cái nội dung của cái điều này, mà chúng tôi không biết trong bài kinh đó nó nói cái gì thì chúng tôi không rõ. Nhưng mà đại khái là như quý vị nên hiểu cái chữ vô ngã này nó không có liên quan gì tới cái tự ngã cả. Nam mô Bích Thầy nha. Nam mô Bích Thầy nha. Dạ, thì cái câu này á, thưa sư, con cũng lấy từ ở trong một cái phẩm nào đó của bên Kinh Tiểu Bộ đó, thưa sư, Kinh Tiểu Bộ. Con cũng không nhớ cái cụ thể cái tên của nó, nhưng mà con có ghi lại rõ như vậy. Và con tra lại cái Bali thì ra cái câu đó. Thì bởi vì theo con hiểu cái câu này, xin sư cho con cái ý kiến. Theo con hiểu cái câu này là nói rằng là đi tìm cái sự an tịnh mà ở ngay ở trong mình, cái tự ngã trong trường hợp này là ở trong mình mà còn không có, thì làm gì tìm ở bên ngoài mà có được. Tìm ở trong mình mà nếu như mà không có thì làm sao tìm ở bên ngoài mà có được. Như vậy thì cái tự ngã và cái vô ngã mà trong cái ngữ cảnh này á, là mình đang ám chỉ tới là ở trong mình và ở bên ngoài mình. Và ở trong cái đoạn kệ này là đang nói rằng là một cái vị tỷ kheo á, thì phải cầu tìm cái sự an tịnh ở trong mình chứ đừng đi tìm ở bên ngoài. Theo con hiểu là như vậy, thì con xin ý kiến của sư. Con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Triều Tôn Ngài Dạ. Kính thưa chị quý vị, hai cái câu này thì cái nghĩa nó không thể tương ứng nhau để mình so sánh được nha. Bởi vì mình tìm cái sự an tịnh á, như ở trên á nha, mình muốn tìm sự an tịnh là mình phải tìm từ bên trong. Nhưng mà tìm sự an tịnh từ bên trong là tìm sự an tịnh của nội tâm, tức của tâm mình á. Còn cái này đó, hai cái đoạn của cái câu sau đó đã không có từ ngã, từ đâu có vô ngã, cái câu này là nó không có phù hợp với nhau. Như giống như chúng tôi nói đó, là cái chữ vô ngã này không có nghĩa là ngược lại với chữ tự ngã, nên nhớ cái đó. Khi nào mà nó ngược lại đó thì mình nói cái này đúng. Cái này nó không có ngược lại, mà mỗi cái chữ là nó ở một nơi khác nhau. Chứ không phải có tự ngã mới có vô ngã, không phải. Mình có tự ngã hay không có, cái vô ngã nó có. Tại vì cái nghĩa là vô ngã là phải có tự, phải mình phải chấp mình mới tìm vô ngã được. Không phải, hai cái khác nhau rất là xa, nó đâu có giống nhau đâu. Thành ra hai cái này nó hai cái đoạn trên đoạn khác. Đoạn trên đó là mình đi tìm chỗ khác thì không có sự an tịnh, bởi vì sự an tịnh nó phải tìm từ cái nội tâm của mình. Còn cái câu mà đã không có tự ngã thì có vô ngã thì cái chuyện đó nó không có đã từ đầu nó không có đúng rồi. Bởi vì chữ tự ngã và chữ vô ngã nó không có đối nghịch với nhau. Hai chữ nó khác nhau hoàn toàn.
chứ đâu phải vô ngã là phải có từ ngã mới tìm vô ngã được, không phải. Có hay không có chuyện không quan trọng, bởi vì từ cái vô ngã nó nằm ở chỗ khác chứ nó không nằm trong cái từ ngã này. Hai cái khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu mình đem so sánh được. Nam mô Bổn Thầy giác. Nam mô Bổn Thầy giác. Dạ. Dạ con không có nghĩ rằng là nó là đối nghịch nhau thưa sư. Dạ con không có nghĩ là cái tự ngã và cái vô ngã ở trong cái ngữ cảnh của cái câu này là đối nghịch nhau. Dạ đúng. À, con chỉ nghĩ rằng là cái gì? Là cái câu mà cái chữ ngã ở trong trường hợp này á, là đang nói là mình tìm ở bên trong, còn cái vô ngã là mình tìm ở bên ngoài. À, thì nó mới hợp với lại cái ý của cái bài kệ này đang dạy rằng là một cái vị tỳ kheo á, thì phải đi tìm cái sự an tịnh ở bên trong chứ đừng có tìm ở bên ngoài. À, nếu mà tìm ở bên trong mà không có thì làm gì tìm ở bên ngoài mà có. Thì con nghĩ là cái vô ngã này là một cái, như sư nó dạy là con cũng đồng ý, nó không phải là cái sự đối nghịch à, nhưng mà nó theo cái nghĩa là trong ngoài. Thôi con tạm rồi con gác cái này qua à, và con xin hỏi sẵn ở đây con hỏi tiếp, tại vì đang đề cập tới là cái chữ Atta. Chữ Atta như sư vừa mới dạy nhiều lần rồi, thì đó là thực tính pháp và đại ngã, của theo cái nghĩa của đại ngã, chân ngã, thần ngã gì đó của ngoại đạo. Nhưng mà con nhớ là con có coi ở trong một cái, trong cái cuốn từ điển là Pali Text Society, thì cái chữ Atta này thưa sư, nó còn một cái nghĩa, nó còn một cái nghĩa là nó diễn tả về một cái sự gọi là ung dung tự tại, mà thoát khỏi cái sự ràng buộc, thoát khỏi mọi cái kiết sử, mọi cái sự trói buộc. Thì không biết cái nghĩa đó liệu là nó có chính quy hay không thưa sư. Dạ. Tức nghĩa là ngoài cái nghĩa mà trong chú giải là thân tâm thực tính pháp, thì có một vài chỗ đó thì giải thích cái nghĩa Atta đó thưa sư là ám chỉ một cái nghĩa lý, theo cái nghĩa là một cái sự ung dung tự tại, là thoát khỏi được mọi cái sự trói buộc, cái sự ràng buộc của những cái phiền não, những cái kiết sử đó. Thì con không biết rằng cái nghĩa đó như thế nào, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không biết cái chữ mà huynh hỏi nó có phải là thực tính pháp hay không, bởi vì trong thực tính pháp á, là kinh điển định nghĩa rõ ràng là như chúng tôi đã nói đó, không? Chứ không, còn nếu mà nó không có cái ý nghĩa theo thực tính pháp á, thì có thể nó nằm chỗ nào đó thì mình phải tìm ra cái gốc của nó mới được chứ. Còn cái này không có, không thể nói được. Bởi vì khi người ta nói chứ Atta là người ta, tại giải thích cho Atta với Anatta là tại dựa vào cái thực tính pháp. Đó. Thành ra chúng tôi mới đem ra trong từ điển đạo định nghĩa đàng hoàng cái thực tính pháp của cái chữ Atta, có nghĩa là tâm thân thực tính pháp. Nha. Nói đàng hoàng chứ không ấy, còn cái chữ mà huynh hỏi chúng tôi không biết nó nằm chỗ nào, nếu mà biết chắc chắn là nó coi nó có chi pháp để rón rắp cái đó không, để coi cái đó là cái gì á, thì mình mới biết được, mình nói được. Chứ còn nếu mà không thấy làm sao biết được mình nói nó cái gì. Vấn đề là nằm chỗ đó ha. Thành ra nếu mà cái đó là nói trong kinh điển nào đó thì mình phải coi nó để mình hiểu cái chữ nó cùng chữ nhưng mà cái nghĩa nó như thế nào thì mới biết được. Chứ còn mình, nếu mà mình hiểu cái chữ đó mình không hiểu cái nghĩa của nó, hay là cái mình tìm cái chi pháp của nó mà tìm không ra thì giải thích rất là khó. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Và cái sẵn sư chỉ cho con thêm cái chỗ đó là cái nghĩa của cái chữ Atta, nó có một cái nghĩa là thực tính pháp. Như vậy thì ở trong cái câu mà Atta hi attano ko hi natho, tức nghĩa là chính cái thiện pháp là nơi nương nhờ của ta. Thì như vậy trong cái câu đó đó thưa sư, thì Atta có nghĩa là thiện pháp. Như vậy thì thiện pháp đó chính là cái thực tính pháp hay sao thưa sư? Tại vì nếu mà thực tính pháp á, thì trong đó nó có thể có
tâm thiện mà cũng có thể là tâm bất thiện. Nhưng mà cái chữ Atta ở trong cái câu kia thì lại là đề cập tới đó là thiện pháp. À, như vậy thì Atta là đề cập tới thực tính pháp hay là thiện pháp thưa sư? Nhà con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình dịch nó không ấy. Để chúng tôi lật cái quyển từ điển ra, chúng tôi sẽ nói từ cho quý vị nghe. Đây trong quyển từ điển là Chị Tạ Ca Dê Sà Hoa Quê Chạ Sổ A Ta Bà Ra Mắt Ta Ta Ní. Danh từ A Ta có bốn nghĩa là thân tâm, thực tính pháp và đại ngã. Thì bây giờ đó, cái nghĩa là tâm thì họ đem thí dụ ra, họ nói để cho mình hiểu. Thứ nhất, Atta Samma Bà Ni Thí. Atta Samma Bà Ni Thí thì chữ Atta này có nghĩa là tâm, tức là để tâm đúng trong thiện pháp đó. Hoặc là Atta Miccha Bà Ni Thí, đặt để tâm sai lầm trong ác pháp đó. Thành ra chữ Atta đó có nghĩa là tâm, chữ tạ là nghĩa là chữ tạ là tâm. Rồi cái thứ hai, ta có nghĩa là thân, tâm thân, thân thể đó. Nên là ta có nghĩa là thân thể. Thì cái này đó họ có thí dụ trong cái luật của Tỳ Khưu Ni đó là vô bà na phích khưu ni atta năng qua đít toa, rô thay giá ba chị tỳ văn. Tỳ khu ni nào tự đấm vào thân mình rồi khóc, tỳ khu ni ấy phạm ưng đối trị. Đó, thấy không? Rõ ràng. Nghĩa là đánh đấm vào cái thân mình đó, thì cái phạm ưng đối trị. Thì cái câu là vô và ná ạc ta năng, vô và ná phích khu ni ạc ta năng qua đít toa, rô thay giá ba chị tỳ văn. Rõ ràng chỗ này là cái chữ Atta năng, chữ Atta chỗ này đó là thân thể, chứ không thể nào nói cái gì khác được. Còn cái chữ Atta có nghĩa là thực tính pháp là gì? Attahitano na thổ, cô hỷ na thổ bà rô sĩ gia. Chính thiện pháp là nơi nương nhờ của thân, nơi nương nhờ chân chánh của ta. Pháp còn ai là nơi nương nhờ được. Thì cái thực tính pháp này đó là mình phải biết là nó không phải là thực tính pháp này là ác pháp. Nó phải có cái giới hạn của nó chứ. Hoặc là cái câu khác, Atta Di Bà Phikkhave Quý Hà Ra Thạ Atta Sarana Ananya Sarana. Này chư tỳ kheo, các con nên sống, chính thiện pháp là hòn đảo, chính thiện pháp là nơi nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào khác. Đó, chữ Atta thiện pháp ở đây là chỉ cho thực tính pháp, ở đây chỉ cho thiện pháp chứ không có chỉ cho cái ác pháp. Đó, nó cái gì nó có cái giới hạn của nó để cho mình thấy, mình hiểu rõ cho đó. Chứ còn nếu mà mình nói là thực tính pháp mà mình bao gồm hết tất cả cái đó là nhiều khi mình dính vào cái chữ ngã của ngoài đạo. Đó, vì Atta có nghĩa là ba rama Atta, tức đại ngã đó, là theo tà kiến của ngoài đạo. Đó, nói theo tà kiến ngoài đạo là nhiều khi mình không có để cái mình dính vô cái đó. Thành ra trong chú giải đó, chữ Atta có bốn nghĩa thì chúng tôi đọc hồi nãy đó, trong cái xã rách thà thi đi ti ca thì họ giải thích rất rõ ràng. Anatta có nghĩa là không chiều theo ý muốn của một ai. Anatta có nghĩa là vô chủ, không ai làm chủ cả. Anatta có nghĩa là không, nghĩa là không phải ta, không phải của ta. Đó. Rồi cái thứ tư là Anatta có nghĩa là phủ nhận thiết tà kiến chấp ngã của của ngoài đạo. Đó. Nên nó có bốn kẻ nói rất rõ ràng chứ còn không có. Nếu mà mình không có dựa vào một số cái điều mà giải thích như vậy thì mình có thể mình hiểu lầm. Thực tính pháp là gồm cả thiện cả ác, thì cái đó là nhiều khi mình nói thì nó không có được chính xác cho lắm. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá và Sa Thú. Con kính tri ân sư. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi của cái Nick Chiếc Lá Mùa Xuân.
Dạ thưa sư, là sau khi sám hối thì giới được trong sạch lại, có phải như vậy hay không? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, giới làm sao được trong sạch khi mà mình đã phạm rồi cái mình sám hối. Sám hối là để giúp cho cái tâm mình nó đừng còn dính theo cái điều kiện mà mình, cái điều mà xấu mà mình đã phạm, để mình có thể hành theo cái pháp để mình đi lên. Còn nếu mình sau khi sám hối mà mình không, mình hành không có đúng mức mà nó đi lên thì nó vẫn còn cái chủng tử ra, nó cho quả như thường. Quý vị đừng có tưởng đâu là bộ sám hối là nó trong sạch là không còn cái gì à. Vẫn để lại một cái năng lực để cho quả như thường. Chúng tôi thí dụ đó cho quý vị hiểu. Quý vị rời, người ta nói cái cục lửa nó nóng, quý vị rời vào cục lửa đó vì phỏng. Rồi bây giờ sám hối đi xin lỗi rồi này kia hết thì cái vết phỏng nó còn hay nó biến mất? Nó vẫn còn như thường. Thì khi sau khi mình đã phạm cái điều Đức Phật cấm mình, dầu có sám hối đi nữa thì sám hối mình nó còn cái điều kiện mà kia mình dính dấp vô cái đó thì mình không thể nào mình hành thiền hay là mình làm cái gì khác được, bởi vì mình cứ nghĩ tới cái đó. Thành ra sám hối chỉ giúp được cái đó mà thôi. Thành ra mình ráng cố gắng khi mình sám hối, cái tâm mình nó không còn căng quan, không còn dính dấp tới cái đó đó, mình hành thiền hành đồ để cho mình có cái pháp tiến bộ, nó dẫn mình đi lên thì mình có thể mình không có, nó không còn theo nó nếu mình để nó cho quả được. Nhưng mà cho tới khi nào mình dễ vui, nó vẫn có cơ hội nó theo, nó giật mình như thường. Thành ra đừng có tưởng sám hối là trong sạch hoàn toàn, không phải. Mình nhớ chuyện đó ha. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính cảm ơn sư về cái lời giảng dạy vừa rồi ạ. Dạ, thưa sư, là con nhớ lại là cách đây tới 2 tuần lịch có một cái vị nào đó là có nói về cái vụ là 16 cái chi pháp của tứ đế đó thưa sư, có đề cập ra đó. Thì con về con có tìm lại ở trong của Thanh Tịnh Đạo đó, thưa sư, thì con nêu ra để có gì xin sư chỉ dạy thêm ở một vài chỗ. 16 cái chi pháp tứ đế đó thưa sư, điều là thứ nhất để con hỏi từng cái đế một, là thứ nhất đó là khổ đế. Thì theo trong đó dạy đó thưa sư, thì khổ đế đó nó là năm uẩn hay là danh pháp mà ở thuộc tam giới, và nó có 4 cái chi, tức là nó bốn có 4 cái ý nghĩa. Thứ nhất là nó luôn luôn nó bức bách, nó hành hạ, nó có cái thực trạng, cái pháp mà nó có cái thực trạng nó bức bách, nó hành hạ. Thứ hai là cái thực trạng đó là do nhân duyên cấu tạo. Cái thứ ba đó là nó làm cho sự nóng nảy hay là nóng bức. Và cái điều thứ tư là cái pháp mà nó luôn luôn biến đổi. Thì ý con nêu ra đó là sư chỉ dạy về cái tương ứng giữa cái ý nghĩa thực trạng này nè, với lại cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ ở trong cái kinh điển, ở trong chánh tạng đó thưa sư. Tức là 4 cái thực trạng này có phải chăng là cái số 1 á, cái số 1 và cái số 3 đó nó là khổ khổ, còn cái số 2 á nó là hành khổ, còn cái số 4 thì nó là hoại khổ, có phải như vậy hay không? Dạ con kính gửi bích để nhà sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chị quý vị, 16 cái này là nó nằm trong cái do cái sự thấy biết của cái vị đã đắc quả thánh. Nhớ chuyện đó, bởi vì họ đã thấy khổ đế thì trong cái điều mà họ hành được thấy tứ thánh đế rồi đó, thì sau khi mà quán xét họ thấy có 16 cái chuyện như vậy. Do đó mình không thể nào dùng một vài cái điều kiện để mình giải thích cái đó, bởi vì giải thích cái đó rất là nguy hiểm. Mình nhớ là mình chưa tới đó, mình nhớ chuyện đó. Cái thứ hai, cái vị hỏi này đó, nên nhớ một điều á, phải biết mình là ai nha, và cái gì người trả lời là ai. Chúng tôi tìm trong Đi Ca đó, họ cũng có giải thích,
Nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt một vài để cái điều thôi, chứ chúng tôi dự tù là sẽ không trả lời một cách nghĩa là chi tiết này nọ. Bởi vì chúng ta nói ra chúng ta vẫn có thể sai được như thường. Bởi vì những cái điều mà người ta thấy đó là gì đó là bậc thánh. Mình không phải là bậc thánh thì đừng có dính vô. Dính vô rất là nguy hiểm. Đó. Bởi vì họ nói là trong cái trong đi ca họ cũng giải thích bốn cái điều vui vừa nói. Trong thứ nhất khổ có bốn điều, cái thứ hai là tập đế cũng có bốn điều, cái thứ ba là diệt đế bốn điều, thứ tư đạo đế cũng có bốn điều, nói rất rõ. Nhưng mà chúng tôi chỉ ghi lại rất là vắn tắt, bởi vì chúng tôi dự trù sẽ không giải thích cái này, bởi vì mình nói thật ra chúng tôi không có khả năng. Thì mình ví dụ mình nói là nó là cái pháp. Nó nói tất cả là cái pháp trong cái khổ đế đó. Đó là nó bị nhè nén, bị đè nén, bị nhào nặn, bị này bị nọ. Tuy nhiên cái thứ hai đó nó do một số cái yếu tố mà nó là nó tạo ra vậy. Cái thứ ba là sự lo lắng hiểm nghèo khốn khổ này kia, còn cái thứ tư là những cái biến chuyển biến động này kia. Xong mình nói vậy chứ, nhưng mà mình nói dùng từ mình nói vậy chứ mình biết nó là cái gì. Mà bây giờ đi giải thích, bây giờ đi so sánh, anh nhớ chuyện đó. Bởi vì cái này là cái sự thấy của bậc thánh. Chúng ta chưa tới đó, miễn bàn. Khi nào hỏi ra cái gì hỏi, sau này cũng nên nhớ chuyện đó. Hỏi gì về tập đế thì nên, hiệp thế thì nên hỏi. Mà về siêu thế thì không nên hỏi. Trừ phi mình biết cái gì ngồi trước mặt mình là bậc thánh thì mình nên hỏi. Còn nếu gì đó mình không có sure hỏi là bậc thánh thì không nên hỏi những cái gì liên quan tới siêu thế. Bởi vì có trả lời mà mình nghe mình cũng hiểu. Mà đôi khi cái người đó nếu chưa phải bậc thánh mà cố gắng trả lời nó phải như vậy đó. Coi chừng không khéo là bị bán giáo pháp như thường, coi chừng dẫn. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Thật ra thì ở đây chỉ tìm hiểu ở trên cái giáo lý về chữ nghĩa thôi, thưa sư, chứ còn cũng không có dám mà giải thích đi sâu vào. Dạ, dạ thì sao đây có cái nick Pháp Nguồn Lào Cai giơ tay. Dạ, con xin gửi mic, xin mời ạ. Con kính đảnh lễ vào ngôi tâm bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, sư Phước Thành, con kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom ạ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư ạ, cho con xin được phép hỏi một câu ạ. Dạ, vì làm ví dụ như cái phước mình tạo ra thưa sư, thì có những cái việc làm thiện của mình như là bố thí cúng dường hay là tất cả những cái việc thiện mình làm với thưa sư, thì họ đều cho quả tự nhiên của nó, như là mình làm gì thì sẽ có cái quả đó. Nhưng mà nếu như mà mình không phát nguyện đó, thì có được quả như ý không ạ? Hay là mình phải phát nguyện, ví dụ như là con muốn phát nguyện như là do cái việc làm này thì con sẽ được cái quả xuất ly luân hồi, hay là con sẽ được lên quả chư thiên hay là gì gì đó. Mà nếu như mà phát nguyện như vậy thì có phải là mình tham hay không ạ? Hay là mình phát nguyện như vậy thì sẽ là có trí hơn là không phát nguyện ạ? Dạ, con xin kính hỏi sư có thể chia sẻ trả lời cho chúng con được thêm sự hiểu biết ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Mình phát nguyện là để mình hướng dẫn cái điều kiện mình làm đó, nó cho quả không có phi thời. Nhưng mà cái chuyện đó không ai bảo đảm cả. Anh nhớ phát nguyện là chuyện, nó có cho quả hay không là chuyện khác. Bởi vì khi hằng ngày của mình làm rất nhiều chuyện, trong thời gian mình làm một cái thiện pháp đi, nó có rất nhiều các pháp nó chen vô, chứ không phải mình làm thiện pháp từ A tới Z được. Nên nhớ mình là phàm nhân, không bao giờ làm thiện pháp từ A tới Z. Thành ra mình phát nguyện tức là mình hướng dẫn. Nếu cái điều kiện này nó cho quả thì nó cho quả như vậy đó.
Đó. Nhưng mà có cho quả giống vậy không là chuyện khác, bởi vì nó còn có nhiều cái điều kiện khác, chứ nó không phải là mình vừa phát nguyện là chỉ có một cái điều kiện duy nhất là dễ không phải. Thành ra, nhưng mà người ta vẫn phát nguyện để làm gì? Khi mình làm nó là thiện pháp, mình cái lời phát nguyện của mình nó cũng là thiện pháp, thì nó giúp cho cái thiện pháp, như cái thiện pháp làm và thiện pháp và phát nguyện nó hỗ trợ nhau. Nhưng thật là mình phát nguyện cho nó đúng theo cái năng lực mà mình làm, chứ không phải là mình làm mấy chút chút nguyện đi lên tới cung trăng đó, thì nhiều khi là cái tham nó vô nào còn mình cũng không hay. Nên nó phát nguyện là phải biết cách. Khi mình làm một việc thiện rồi, nó có hai cái chuyện mình làm. Chuyện thứ nhất là mình cho người, chuyện hai mình cho mình. Cho người tức là hồi hướng phước báo, cho mình là phát nguyện, tức là mình hướng dẫn cái điều kiện mình làm để cho nó đi đúng đường đó, rồi nó đúng thời. Nhưng mà chuyện nó rất là khó, tại vì thường thường mình làm cái thiện pháp mình nhiều khi nó không có đủ năng lực, nhưng mà mình nguyện cho nó xa. Nó giống giống như con người mình á, con người mình vào thời xưa đó không có la bàn, không có gì đó. Mình muốn đi về hướng Bắc là mình thường thường mình hay nhìn về sao Bắc Đẩu, nhìn xa vậy đó, nhìn về sao Bắc Đẩu để đi về hướng Bắc. Thì cái nguyện của mình cũng nên hiểu cái chuyện cái kiểu đó, mình đừng có nhìn về sao Bắc Đẩu là mình nghĩ rằng mình đi về sao Bắc Đẩu đó, mình nhìn về sao Bắc Đẩu để đi về hướng Bắc, tức là cái lời nguyện của mình đó, nó cũng chỉ là một cái kim chỉ nam để nó chỉ đường cho mình đi đúng mà thôi, và cái thời gian nó cho quả phù hợp mà thôi, chứ đừng bao giờ mình nghĩ là mình nguyện là nó phải éo phải. Rất là nhiều chuyện nó không có tới, bởi vì mà khi mình làm nó phải đúng, bao nhiêu chuyện nó có chi có đồ nó đúng nó mới làm, thì cái lời nguyện của mình nó mới có khả thi, chứ còn nếu không thì chưa chắc. Nên nhớ, nhưng mà nên nhớ hai chuyện đó là nên làm, là cho người và cho mình nên làm đó. Cho người tức là hồi hướng, mà cho mình tức là nguyện, lời nguyện mình dùng cái lời nguyện mình để mình hướng dẫn cái điều mình làm nó sẽ cho quả đúng như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thứ ạ, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Như vậy thì khi mà cái niềm tin của mình á, thưa sư, thì nếu như mà con thấy là như kiểu khi mà mình phát nguyện á, thì cái niềm tin của mình cảm giác là nó mạnh mẽ hơn, như là mình có một cái niềm tin, như là như sư nói, khi mà nhìn thấy cái sao Bắc Đẩu thì mình cảm giác như là mình có cái lối đi rồi á, thì lên và mình sẽ hành theo con đường đó, mình đi thì đúng theo cái hướng đó. Thì như vậy thì cái niềm tin ở đây thì mình cứ phát nguyện như vậy, còn kết quả ra sao thì cái này thì cũng không thể nói trước được, nhưng mà đó là có thể là mình gọi là đặt niềm tin như vậy thì có là cũng nên phát nguyện, phải không thưa sư? Dạ, con xin kính mong sư giải thích thêm cho con ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nên học hỏi đàng hoàng rồi mình mới phát nguyện, đến thôi mình bắt phát nguyện nó quá cái mức, quá cái điều kiện, mình nhớ chuyện đó. Nó phải có năng lực thì cái lời phát nguyện mình nó mới khả thi. Nếu mà nó không có năng lực mà mình phát nguyện chưa chắc. Và nhiều khi cái lời phát nguyện của mình đó, nó còn làm cho cái phước mình làm nó còn mất năng lực nữa, tại vì mình không có hiểu giữa việc làm và cái lời phát nguyện nó như thế nào. Thành ra mấy cái đó là quý vị vô lật trong 10 phương pháp đạo phước chư giải có giải thích chú làm cái đó là như thế nào thế nào. Nói cái bố thí không á, quý vị nào ấy thì lên vô trong cái room của ông phải cái website của chùa gì vậy, chùa Bổ Long được vậy, trung tâm Hộ Tất ORG đó, lấy cái quyển mà tìm hiểu phước bố thí của ngài Hộ Pháp ngài viết thôi, rồi cả một cái quyển dài vậy đó, để làm thế nào để mình có thể mình làm để cho nó trọn vẹn, thì lấy một cái đó học để mình biết cho những cái phương pháp khác mà mình làm, thì khi mình muốn nguyện hay muốn cho muốn gì đó nó mới có thể nó
thành tựu được cái điều mình muốn. Chứ còn nếu không á, mình cứ nghĩ là ôi hồi hướng đi, rồi cái mình cho người là hồi hướng cho mình, chứ thành ra nhiều khi hồi hướng phải biết hồi hướng lúc nào, chứ không phải là muốn hồi hướng là cái hồi hướng. Nói cái chuyện mà quý vị hàng ngày đó, chúng tôi thấy quý vị đọc cái đó rồi nhiều khi nó không có kết quả gì. Đọc cái câu đăng nô nha thi năng hổ tụ đó, quý vị vô coi là cái chuyện của Đức Vô Bình Sa, thì câu đó là của Đức Vô Bình Sa nói đó. Tại sao Đức Vô Bình Sa nói câu đó? Nó có chuyện, có nguyên nhân, có lý do hết á, chứ không phải là mình muốn làm muốn nói lúc nào nói, muốn làm thì làm. Quý vị vô đó, tìm cái đó đọc để biết nha. Đọc cái chuyện Vô Bình Sa ta sẽ thấy, rồi mình mới biết cách làm cho nó đúng. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thứ dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ con xin con đã hiểu ạ. Có nghĩa là làm bất kỳ một cái gì cũng mình sẽ phải tìm hiểu kỹ và học hỏi thêm rất là nhiều, thì khi đó thì hành nó mới đúng ạ. Dạ con xin kính tri ân sư ạ. Dạ con xin dâng mic đến đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chào trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính bạch Ngài, có một cô bạn mật, cô Phật tử nhờ con hỏi dùm. Có thể nhập thiền, nhập sức thiền Chanapati. Dạ. Con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho vị chat lên cái chữ đó đi, cái chữ gì đọc chúng tôi nghe, chúng tôi không hiểu cái chữ gì. Thiền gì, nhập thiền gì, chat lên để cho mới giải rồi. Chanapati. Bởi vì nếu mà cái gì đó đắc thiền nào thì nhập thiền đó được, chứ có đâu. Ví dụ đắc sơ thiền thì nhà, phải làm cho nó có năng lực rồi cái mình mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bởi vì thiền bình thường, thiền là thiền của phàm phu mà. Còn mình nhập những loại như thiền quả, thiền đồ này kia thì có thể phải đắc thánh đâu. Còn thiền này, thiền bình thường thì cứ nhập rồi được gì đâu, nhưng phải đắc thiền rồi phải hành cho nó có một số cái năng lực về thiền mới được, chứ không phải mới đắc thiền xong cái nhập thiền được, không có. Nó phải gì con số cái điều kiện của nó, mấy cái đó vô đọc trong Thanh Tịnh Đạo sẽ thấy mà dạy rồi làm thế nào để nhập thiền được, chứ không phải mà phải đắc thiền mới được, chứ còn nếu không đắc thiền thì nhập cũng không được. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, sau đây con kính gửi mít lại cho đạo tràng, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chú gì. Cái câu mà cô kỳ đồ cô Nguyên Trang hỏi đó, hỏi về địa chỉ của Quân Đồ Phật Pháp, rồi về rồi lấy Thanh Tịnh Đạo ra đọc đi. Đọc cho biết nó như vậy thôi, chứ đừng bao giờ mà ngồi nghĩ nó phải tại sao nó phải về phải vậy. Mình nhớ những cái chuyện này không phải là chuyện của mình, nên ra nếu mình nghĩ mình điên luôn hồi nào cũng hay. Mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ hồi nãy sư có chỉ là cái cuốn, sư có nói về cái cuốn Tìm Hiểu Phước Bố Thí. Dạ, con gửi cái link đây cho ai thích thì vào đó download. Dạ, cuốn Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Ngài Hộ Pháp. Dạ, là trong một cái bộ gọi là nền tảng Phật giáo. Dạ, thì ai muốn thì vào đó download. Dạ, dạ xin mời các anh chị khác nêu các cái vấn đề
để cho sư chỉ dạy tiếp ạ. Còn kính mời sư ngồi nghỉ uống trà. Là xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên. Rồi, như vậy thì con sẽ tiếp tục con nêu cái vấn đề. Con cũng tìm lại cái phần hôm trước là sư có giảng về một cái vấn đề gì đó mà sư có đề cập tới cái chữ là quý mộc khá đó thưa sư. Sư có đề cập tới cái chữ là ví mốc khá đó. Rồi sư có nói rằng là không biết rằng là nó có đồng nghĩa với là cái chữ nít bà ná hay không. Thì con về con tra lại từ điển á. Em về con tra lại từ điển thì đúng thưa sư. Thì cái ví mốc khá đó là nó đồng nghĩa với lại chữ nít bà ná thưa sư. Trong đó cái từ điển của Pali Tech Society, Pali English Dictionary, thì nó đồng nghĩa với lại nít bà ná. Mà cái lạ nữa mới nói luôn cái chữ mà sunyata đó thưa sư, cái chữ sunyata đó, sunyata tức là không tánh đó, là đồng nghĩa luôn với lại quý móc khá, đồng nghĩa luôn với lại nibbana là sự giải thoát. Thì con có cho coi lại trong một cái cuốn của ông, của vị tỳ kheo là ông cũng nổi tiếng lắm, ông Buddha Đa Xá, là Buddha Đa Xá Phích Khú, thì ông viết theo cái kiểu là chú giải cho cái bài kinh tiểu không với lại đại không, tiểu không đó thưa sư, ông Buddha Đà Xá Thích Khú, một vị tỳ khưu rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Thì vị này cũng đồng quan điểm là cái chữ mà sunyata ở trong cái bài kinh đó đó thưa sư, là cũng là đồng nghĩa với lại là nibbana. Thì con cũng chỉ tra như vậy thì con nêu lên vấn đề, thì xin cái ý kiến của sư. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề này, về cái chữ mà sunyata quý mốc khá. Thì ông vị tỳ khưu là Buddha Đa Xá nói rằng là cái sunyata này đó là cái sự, là một cái thể dạng tâm mà nó đã không còn bám níu vào cái ngã với cái ngã sở nữa, là không còn bám níu vào cái ngã với cái ngã sở nữa, thì nó đồng nghĩa với lại cái quý mốc khá. Con kính gửi mic cho sư chỉ dạy rõ thêm ạ. Nam mô Bố Thầy, giả kính bạch Thừa Tôn, giả kính thưa cho quý vị. Nếu mà quý vị học cái bài, cái phần mà niệm về Niết Bàn mà theo thiền chỉ á, thì nó có tới 70 mấy cái tên khác nhau. 70 mấy cái tên khác nhau thì đó, quan tới Niết Bàn á. Nhưng mà cái khổ đó, là mỗi cái chữ vậy đó mình muốn biết nó đồng ý là nó đồng cái nghĩa với cái danh từ Niết Bàn á, nhưng mà khi mà giải thích thì nó lại khác, cái trạng thái đó nó lại khác. 70 mấy cái tên đó đó, hồi xưa chúng tôi có hỏi một số cái vị mà mấy đó, thì cái vị đó nói là mỗi một cái đó, nó đều có một cái phần vi tế riêng. Nó đồng nghĩa với chữ Niết Bàn á, nhưng mà nó có một số một cái đó là người trong chú giải họ không đồng ý với nhau một số chuyện, nhưng mà nói chung thì họ vẫn cho rằng những cái chữ này là đồng nghĩa với Niết Bàn á, nếu mà nói được. Nhưng mà nó do một cái số cái trạng thái mà nó chính cái những cái vị mà thuộc loại và thử thiệt á thì mới biết thôi, còn mình thì mình cứ dựa vào sách vở thì mình coi vậy đó. Chứ không phải, bởi vì khi mà mình niệm những từ vậy đó, thường thường là nó liên quan tới thiền chỉ nhiều. Mà niệm cái này thì không có đắt tiền, chỉ niệm về Niết Bàn nó tới 70 mấy cái tên khác nhau, chỉ cho Niết Bàn cái gì đó, Niết Bàn đó. Đó, thành ra rất nhiều cái vị là ở bên Thái chúng tôi đọc thấy họ nghiên cứu cái này dữ lắm, họ nghiên cứu có tại sao mà có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà vị nào cũng nghiên cứu rồi cái để làm của riêng chứ không dám viết sách viết đầu ra. Mình cũng biết nó là như thế nào. Anh ơi, quý vị coi trong cái phần mà tiền chỉ á, mà niệm về ân của Niết Bàn đó,
sẽ có bảy mấy cái chuyện mà nó đồng nghĩa với cái chữ Nibbana này. Đó. Mỗi cái nó có cái điều kiện khác nhau. Bây giờ biểu mình giải thích tại sao chữ nhà ta là cái gì, với ông khác là cái gì mà đã tương đương với Niết Bàn này kia, chồng được chịu chết thôi. Vậy nhưng cái pháp đó mình chưa tới nơi, mình nói nó khó lắm cho nên nó không có dễ. Mà thường thường mấy cái này là chúng tôi không dám nói. Bởi vì nói ra lỡ mà nó sai một cái là bao nhiêu chuyện chứ không phải giỡn đâu. Mình học cho đã đời rồi mình dẫn vô chảo mệt quá. Nam mô Bích Thai giác. Nam mô Bích Thai giác. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con có một cái nick là lang thang. Ngày mới vừa nêu câu hỏi, ngày con xin đọc lên cho. Là bạch sư á, là trong cái phép quán 32 thể trược Udariyam thường được dịch là vật thực chưa tiêu, nhưng cũng có chỗ dịch là bao tử. Vậy từ nào là đúng thưa sư? Nhà con gửi mít cho sư. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thường thường dịch là vật thực chưa tiêu là nó đúng hơn. Bởi vì chữ bao tử này đó, thường thường Việt Nam mình xài riết là nó thành cái chuyện gì mình cũng không biết. Thấy không? Nên nhớ cái đó đó, hồi xưa, hồi chúng tôi học xưa đó, cái chỗ đó gọi là dạ dày. Tức là cái chỗ chứa cái những cái vật thực để tiêu hóa đó. Rồi sau này là dịch là bao tử. Thật sự ra đó, chúng tôi coi thấy cái danh từ bao tử này trong cái từ điển Hán Việt thì phải. Thì nó nói bao tử này tức là của người nữ gọi là tử cung đó, tức là cái bao mà chưa chứa nít. Đàn ông không có, đàn ông có chỗ mà chứa vật thực chưa tiêu nó gọi là dạ dày. Chứ không phải là bao tử, người ta dịch là bao tử là nó không có đúng. Dịch là dạ dày hoặc là vật thực chưa tiêu là đúng hơn. Nam mô Bích Thai giác. Nam mô Bích Thai giác. Dạ, kính tri ân sư ạ. Xin mời những cái câu hỏi khác. Xin mời các câu hỏi khác. Xin mời các anh chị nêu vấn đề, nêu những cái thắc mắc của mình. Rồi, ngài con xin gửi mic cho cái nick Hạnh Kiểm. Dạ, Nam mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, dạ kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con dạ cho con xin được hỏi hai câu sư. Dạ con hỏi câu đầu tiên á, sư giảng dạy cho con hiểu thêm cái chỗ này con thắc mắc đó, thưa sư, mà không biết đó là trong tại sao trong cái tâm tham, tâm sân thì có cái tánh si, tánh si là nhân si đó sư, mà trong cái tâm si thì lại không có cái tham và sân đó sư. Dạ sư, dạ con kính xin sư giảng dạy cho con hiểu rõ chỗ này, con học ở chỗ này mà con suy nghĩ hoài con không biết là thưa sư. Dạ con kính dâng quýt lại cho sư ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình phải coi chữ Bali tham sân si, thì tám cái tâm ở trên nó gọi là lô phá mù lạ, nghĩa là tám cái tâm nó phát sinh, nó có cái nhân chính thức của nó là tham. Nhưng hỏi trong đó nó có si không? Nó có si, nhưng mà tám tâm đó nó phát sinh là nó do cái nhân chính thức là tham. Thế nên ta mới gọi là lô phá mu lá chị tạ. Rồi hai cái tâm kế
nó gọi là đồ xạ mù lá chi tạ, tức là hai cái tâm đó nó phát sinh, nó do cái căn là sân, sân tâm sở đó. Về hỏi cả hai cái đó nó có tâm sở si thì không, nó có, nhưng tâm sở si nó không có đủ năng lực để làm hai cái tâm đó phát sinh, mà cái người cái pháp có năng lực làm phát sinh là tâm sở sân. Còn hai cái sau cùng đó, nó là do căn si, tức là si nó làm do vị trí kịch trả, tức là vì cái nữa là thách trả. Thì mình phải hiểu đó là si nó có trong 12, nhưng mà nó chính thức nó là hai cái tâm sanh, là cái tâm phía dưới thôi đó, tức là mô hạ mô lá chịch. Còn hai cái tâm ở trên là đô dạ, tức là sân. Hai, tám cái tâm ở trên là tham. Tham nó có đủ năng lực để nó kích thích mấy cái đó phát sanh, dầu rằng trong đó nó cũng có si chứ không phải không. Nhưng mà tại sao người ta không gọi là do căn si phát sanh, không phải, do tham. Nên quý vị nên hiểu cái đó, anh hiểu. Dựa vào cái chữ Bali đó, trên lô phá mu lá chi tạ, thứ hai là đô xạ mu lá chi tạ, thứ ba là mô hạ mu lá chi tạ, tức là tám cái tâm đó nó phát sanh, có si trong đó chứ không phải không, nhưng mà cái nhân mà làm cho nó phát sanh được là do tham. Nó quý vị nó niệm cũng giống như ta hai tâm sân và hai tâm si với ha, mỗi tâm nó có cái khác nó ấy. Thành ra si mà nó giống như là nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, nhưng mà cái năng lực của nó để cho cái gì phát sanh là theo cái điều kiện khác, chứ không phải là nó có trong đó, tức là nó là xếp sọng, phải xếp sọng trên nó khác. Nên hiểu vậy đó. Nam mô Bổn Thầy á. Nhưng mà trong tâm si thì không có không có cái nhân tham và nhân sân hả thưa sư? Cái này con phải học lâu lâu chút còn mới hiểu á. Dạ thưa sư, giờ con hỏi thêm một cái câu nữa là con nghe có một vị giảng dạy mà con cũng không suy nghĩ, con cũng không hiểu, mà con cũng không có hỏi gì đó được. Đó là cái trong cái các cái tâm thiện tịnh hảo dục giới đó thưa sư, với tâm thiện sắc giới đó, thì những cái tâm đó còn có cái ngủ ngầm gián tiếp cái nhân si không thưa sư? Là tại vì á, con nghe nói như vậy, nhưng mà con suy nghĩ á, là cái tâm thiện tịnh hảo mà nếu như còn cái ngủ ngầm cái nhân si, thì cái nhân si là nhân bất thiện. Rồi con suy nghĩ nếu mà tâm thiện tịnh hảo thì nếu như mà còn ngủ ngầm cái nhân si, vậy là còn ngủ ngầm cái nhân bất thiện, thì con cái chỗ này con hiểu không rõ thưa sư. Rồi con không biết nữa. Như vậy là sao, giả sư có thể cho con hiểu, giảng cho con hiểu là nói như vậy thì có đúng không thưa sư? Là cái con hiểu của con như vậy là chưa đúng hả thưa sư? Dạ con xin dâng mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị học trong cái hình như cái trường trường 3 hay trường 3 với trường 7, một trong cái trường đó, như trường 7 thì phải. Trường 7 thì chúng tôi coi lại là trường 7 hay là trường ấy. Thì nó có cái 7 cái pháp, nó gọi là 7 pháp ngũ ngầm đó. Thì 7 cái pháp đó là nó có mặt hết trong tất cả các tâm địa thế, dầu rằng nó không có xuất hiện. Nó gọi là anusay đó ha. Đó. Thì những cái pháp đó là pháp ngủ ngầm, thì nó có mặt sao không có mặt. Nhưng mà nó có mặt bằng cách nó ngủ ngầm, chứ nó không có lộ mặt cho người ta thấy.
Nên trong mấy tâm thiện, ví dụ như quý vị coi tâm thiện thứ nhất nó có 38 tâm sở, đâu có cái tâm bất thiện nào đâu, thấy không? Nhưng mà nó vẫn có tâm bất thiện ngủ ngầm, ngủ ngầm chứ sao không ngủ ngầm. Đó. Vì coi trong cái bảy cái pháp ngủ ngầm, tức là anusiya đó. Đó. Anusiya thì nó có 7 loại: kama rakha anusiya, bhava rakha anusiya, thiết thả anusiya, ma anusiya, và tỳ kha anusiya, với vị kịch trả anusiya, với cha anusiya, thì nó ngủ ngầm chứ. Nhưng mà khi mà nó xuất hiện chứ nó chỉ xuất hiện trong các tâm bất thiện mà thôi, chứ nó không có xuất hiện trong ấy. Nhưng mà tất cả các tâm hiệp thế đều bị những cái pháp đó nó chi phối, và cách nó ngủ ngầm chứ làm sao nó không có được. Nếu mà mình mà không có thì đỡ quá rồi, mình vẫn có như thường chứ sao không có. Dù cái tâm thiện mình nói mà cái tâm thiện mình nó phát sanh đó, nó vẫn có pháp ngủ ngầm này. Nhiều khi mình làm những cái thiện pháp nó không có đầy đủ năng lực là vậy, thế chứ sao không có được. Chứ nếu mà cái đó là cái tâm thiện thứ thiệt, nó mà cái tâm thiện thứ thiệt thì mình nó không phải nói chứ, nó vẫn có pháp ngủ ngầm. Mà cái tâm mà nó hết pháp ngủ ngầm thì lúc đó nó không còn là tâm thiện, mà nó còn là tâm di tác của bậc A-la-hán, là mới còn không còn pháp ngủ ngầm thôi, chứ làm sao mà hết được, phải không? Đó. Vậy coi mấy lại mấy cái pháp ngủ ngầm biết liền. Nam mô Bích Thầy á. Dạ xà thứ, xà thứ. Dạ con kính chị An Sư. Dạ con quan hỷ rồi thưa sư. Dạ, con học thêm nữa, nhưng mà con có gì thắc mắc thì con xin chạy thêm nữa ạ. Dạ giờ con hết ý kiến rồi. Dạ thưa sư, dạ con xin chị An Sư rất là nhiều. Dạ con xin kính dâng mít lại cho chị đạo tràng. Dạ xin mời các vị đạo hữu đặt câu hỏi ạ. Dạ. Dạ, kính tri ân sư về lời dạy vừa rồi ạ. Dạ, con cũng vừa mới đưa lên về 7 cái pháp ngủ ngầm. Pháp ngủ ngầm có một vài chỗ dịch là tìm miên. Dạ, dịch là tìm miên. Dạ. Anusaya. Dạ, xin mời các anh chị khác nêu câu hỏi. Xin mời các anh chị khác là nêu câu hỏi hoặc là giơ tay trực tiếp nêu vấn đề. Thì cái câu của chị Hạnh Kiểm vừa nêu thì đó cũng là cái câu mà nhiều người cũng người ta cũng thắc mắc, tức là tại sao ở trong cái tâm tham và cái tâm sân á thì nó có cái sở hữu si nó đi vô trong đó, nhưng mà cái tâm si á thì nó không có kết hợp được với cái sở hữu tham và cái sở hữu sân. Dạ, ý là vậy. Thì sẵn đây là xin sư có thể sư giảng thêm chi tiết một chút về cái vấn đề này. Đó là tại sao trong tâm tham mà tâm sân cái sở hữu si đi kèm, nhưng mà ở trong tâm si á, thì không sở hữu tham mà cái sở hữu sân đi cùng. Như vậy thì giải như thế nào thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó, cái sở hữu tham và cái sở hữu sân đó, nó vô là nó có cái điều kiện về cái sức hoạt động của nó phải như thế nào thì nó thành ra nó mới là cái nhân để cho những cái tâm trên phát sanh được. Nhưng mà tại sao hỏi cái si với cái phóng vật đó lại nó là lại với tại hai thằng đó đó là cái sự phát sanh của nó không có chắc chắn, nhưng thành ra nó đi theo tâm si là nó đi theo với một số cái chuyện của nó thôi, chứ nó không thể ấy được. Còn cái thằng tham á, là nó chắc chắn, thành ra khi mà nó là cái nhân của 80% trên phát sanh á, có thể có những cái tâm sở khác, nhưng mà nó những cái tâm sở khác vẫn phụ thuộc cái tâm tham đó, chứ không phải không. Mà khi mà nó những cái tâm sở mà nó phát sanh đó, nó dựa theo một số cái điều kiện khác nữa chứ không phải. Mỗi cái điều kiện đó là mình phải coi cái chà tu lắc hà nạ của nó đó, tức là nhân gần nhất của nó đó, thì cái nhân gần nhất của nó làm cho cái thằng đó nó như thế nào để nó phát sanh như thế nào.
thì mấy cái đó nó rất là, nghĩa là kêu bằng vi tế, và cái nhiều chỗ nó giải thích cũng không ăn khớp với nhau, chứ không phải là ấy đâu. Bởi vì mấy cái đó là cái thứ mà nó học mà về phương diện mà thứ thiệt, mà về di pháp mà may ra nó còn học thêm những cái lời giải thích của các vị sau này nữa, thì nó mới giải thích rõ ràng được. Chứ còn nếu mình học á, thường thường đó nó dạy đó, mình học a phi tâm mất tạ sẵn hạ đó, thì mình chỉ học thêm một loại đi ca nữa, tức là cái a phi tâm mất tạ quý pha quý ni thì giải thích. Nhưng mà có những cái đó là do a cha đi giá qua đá thì họ giải thích. Ví dụ như là ngài Lê Đi Sa Đo nha, ngài giải thích thêm một số cái điều kiện khác mà không cái ngài chờ chú giải đó không có giải thích, thì ngài có giải thích thêm. Nhưng mà thường thường đó, mấy cái gì mà dạy di pháp họ nói là khi nào mình muốn tìm hiểu thì nên đọc thêm của cái Acharya Hòa Tá, chứ còn nếu không là mình học kỳ chú giải với sớ giải được rồi. Chú giải của gì di pháp nó có hai ba quyển nè. Cái quyển mình học là phải thăm mất tạ sẵn cái hạ. Cái quyển thứ hai, nếu quý vị mà muốn tìm hiểu đó, của ngài Bố Thát Thất Tạ Thể Rá, cái quyển nó tên là A Phí Thâm Qua Tà Rá. Quý vị là A Phí Thâm Qua Tà Rá vô thì cái bản đó là chỉ có bản Bali thôi, chứ ít thấy dịch ra. Thì cũng giải thích rất nhiều phần trong đó. Nên mình học là phải học thêm cái A Chari Giáo Qua Tá hoặc là những cái khác nữa, chứ còn nếu không là mình có những cái mình giải thích không được. Đó. Ví dụ như mấy cái mà mình học mà thêm vô sau này đó là do cái đi ca, tức là phải thăm mất thảo quý thảo quý ni, hoặc là nhiều cái chỗ thì ta thêm ta lấy cái bên cái quyển phải thăm qua ta rá của ngài Bố Thát Thất Tạ Thể Rá đó, thì người ta thêm vô để cho mình thấy được những cái đó. Chứ còn nếu không á thì mình cũng không hiểu nổi, bởi vì cái di pháp nó di tế lắm, chứ nó không có giỡn giống như mình được. Không có giỡn giống như mình được. Đó. Thành ra nó có nhiều chuyện rất nhiều khê. Nó có những cái quý vị hỏi chúng tôi, chúng tôi không biết đường đâu trả lời. Tại vì có những cái đó lúc mình học thì không được có sự giải thích. Thành ra đó là những chuyện mà cần phải tìm hiểu. Chúng tôi hàng ngày cũng phải tìm thêm. Nhưng mà sách vở rất là hiếm. Tại vì mấy cái đó là phải vô mấy cái website của Thái gì của Miến Điện. Mà lúc này vô nó cũng không biết tại sao mà nó cứ rớt ra rớt vô, chứ nó không có dễ dàng cho mình đi tìm hiểu. Là có những cái chúng tôi cũng không thấy sự giải thích hồi lúc chúng tôi học. Nó có những cái nó rất là nhiều khê, cho nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu. Nó mô ít thải giá. Nam mô Bụt Thầy gia và chúng con kính tri ân sư ạ. Là xin mời các anh chị khác. Và con cũng để ý con thấy là thường các vị giáo thọ khi mà dẫn trích thì lại thích rất là thích trích từ cái cuốn Toát Yếu Vi Diệu Pháp như sư nói hồi nãy đó, tức là hoặc là những cái cuốn mà của những cái thế hệ sau, hơn là trích dẫn thẳng từ trong cái chánh tạng Vi Diệu Pháp. Con thấy thường thường là các vị ngày nay là trích dẫn nhiều là từ cái cuốn là như sư nói là cái cuốn mà Abhidhamma Abhidhammattha Sanggraha đó, là cái cuốn đó con thấy là trích dẫn nhiều, hoặc là những cái chú giải về Vi Diệu Pháp của những cái vị sau này, hơn là trích giải trực tiếp ở trong cái chánh tạng. Con cũng để ý thấy là như vậy. Là xin mời các anh chị nêu vấn đề tiếp tục ha. Rồi, xin mời các anh chị giơ tay đi. Rồi, như vậy con nêu tiếp của cái câu hỏi tiếp theo. Dạ, con nêu tiếp. Là trong Vi Diệu Pháp thì thường đề cập tới cái cha tụ lắc kha ná, bốn cái ý nghĩa thực tính, bốn ý nghĩa thực tính pháp
Nhưng mà trên thực tính pháp đó, nó đâu phải chỉ có bốn cái ý nghĩa đó thưa sư. Tức là nó một cái thực tính pháp thì cái sự thật đó nó nhiều khía cạnh lắm, bốn cái khía cạnh đó đâu có đủ. Ví dụ như là nói về tướng, tướng trạng, à, nói về tướng trạng, nói về phận sự, nói về đặc tánh và cái nhân gần. Nhưng mà có thể là nó có thể là nó có cái thể chất của nó có cái thể là cái gì, cái sự tạo tác của nó, rồi cái năng lực của nó. Nói chung là một cái pháp thực tánh là nó có rất nhiều cái khía cạnh về cái sự thật của nó, chứ đâu phải chỉ giới hạn ở trong bốn cái khía cạnh đó. À, như vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào về cái bốn cái khía cạnh này thưa sư? Tại vì nếu mà mình nghĩ rằng là cái pháp thực tánh nó chỉ gói gọn ở trong bốn cái khía cạnh đó thì con thấy hình như nó đâu có đầy đủ. À, như vậy thì kính xin sư chỉ dạy về cái vấn đề này thêm ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó cái trà tụ lắc hành hạ này là nó giúp cho cái người mà hạ thủ công phu về pháp hành nhiều. Còn nếu mình về pháp học mà mình muốn tìm hiểu đó thì nó dựa vào nhiều chuyện chứ không phải là trà tụ lắc hành hạ không đó. Bởi vì trà tụ lắc hành hạ nó nói những cái mà nghĩa là cái đặc tính phổ thông của cái pháp đó và cái nhân gần nhất để mình biết là cái đó là cái gì, là nó giúp đỡ cho pháp hành rất nhiều. Thí dụ như bây giờ đó, nếu mình không biết cái nhân gần của cái tâm sở bi tị đó thì mình không thể nào biết cái tâm sở bi tị đó là cái loại tốt hay loại xấu. Vì nên nhớ chuyện đó nha. Ví dụ cái tâm sở bi tị nó có ở trên bốn tâm tham, thọ hỷ, bốn tâm thiện thọ hỷ, rồi nó xuống dưới cái tâm thiền cũng có. Thì phải mình phải biết cái nhân gần nó là cái gì thì mình mới biết cái thằng đó nó nằm đâu, nó nằm trên bốn tâm tạm hay là nằm ở dưới bốn tâm đại thiện thoại. Thì đa số những cái 82 loại thực tính pháp mà có cái trà tu lắc hành hạ đó là mục đích của họ là để giúp cho cái người mà sau khi học hết cái căn bản gì pháp rồi đi hạ thủ công phu pháp hành, phải dựa vào cái đó để mình mới thể mình biết một số cái chuyện mà về những cái danh mà mình đang quan sát nó. Nhiều khi mình không biết, nếu mình không biết trà tụ lắc hành hạ mình không biết nó là cái pháp đó là pháp gì đó. Chứ không phải dễ đó. Ví dụ chuyện bình thường cũng vậy, chuyện bình thường đó tại sao gọi là khóc mà tại mà có những cái chỗ gọi là chảy nước mắt chứ không phải là khóc. Mình nhớ vậy đó, ví dụ quý vị khóc nước mắt nó nóng. Mà ví dụ cái gì chảy nước mắt thì gì vui rồi này kia sùm đó thì cái nước mắt nó chỉ ấm ấm nhưng không có nóng, ví dụ vậy. Thì mình phải biết một số cái chuyện để mình có thể mình biết tại sao mà cái lúc đó mình gọi là khóc mà mình không gọi là chảy nước mắt. Thì cái thực tính pháp vậy, 80 thực tính pháp nó phải biết cái bốn cái đặc tính căn bản của nó, chứ không phải là nó chỉ có bao nhiêu, nó nhớ không phải nó chỉ có bao nhiêu. Nếu mình học để mình trở thành một cái gì mà thức thiệt về di pháp thì mình học rất nhiều, nhưng mà nếu mình học để mình tính là vừa đủ để mình hạ thủ công phu đó, thì cái đó nó cần. Bởi vì thường thường đó mấy cái đường thiền mà thức thiệt ở bên Thái hay bên Miến Điện á, thiền trong rừng đàng hoàng á, thì muốn vô đó hành thiền minh sát của họ là phải học hết di pháp trung cấp. Họ chỉ cần di pháp trung cấp thôi chứ không cần mình học thêm mấy cái cao siêu gì cũng không cần. Đó, thì trong di pháp trung cấp nó bắt buộc phải biết là trà tụ lắc hành hạ. Để khi nào mình quan sát những cái gì mà mình đang theo dõi đó, mình biết nó là cái gì. Có những cái thứ mình quan sát mình không biết. Tại vì nó, một cái tâm đó nó đi rất nhiều, một cái tâm sở đó nó có thể đi rất nhiều cái loại tâm. Chứ không phải là đi một hai tâm. Thế nên mình phải biết cái nhân gần của nó để biết cái thằng đi gần nhất là đó, thằng đó là thằng gì để biết nó nằm ở đâu. Nó là cái pháp nên thân cận hay là nó là cái pháp nên bỏ qua. Đây vấn đề là như vậy, chứ không phải là trà tụ lắc hành hạ là bao gồm người này kia, không phải. Nó chỉ là giúp đỡ cho những cái người về phương diện pháp hành hoặc là nghiên cứu một số vấn đề liên quan tới cái pháp hành của mình mà thôi. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bụt Thầy Giác, và con kính tri ân sư ạ.
trong 121 cái tâm, 121 cái tâm thì cái thực tính chung của 121 cái tâm đó, đó là cái sự nhận biết cảnh. À, sư cũng có nói nhiều lần, tuy rằng là 121 tâm đó khác nhau, nhưng mà nó có chung một cái đặc tính, đó là cái sự nhận biết cảnh. À, tâm là cái sự nhận biết cảnh. Thì mỗi một tâm là do những cái nhân duyên, nó phải hội đủ những cái nhân duyên. Ví dụ như là nó phải có cái tâm sở, nó phải có cái, nó dựa vào cái căn, dựa vào cái cảnh, dựa vào tâm sở rồi nó sinh lên. Nhưng mà cái ý con muốn nêu ra đây đó là cái bản chất nhận biết cảnh của tâm đó, thì nó có do duyên sinh hay không? Dạ. Tại vì một cái tâm thì nó sẽ là có cái gọi là cái sự nhận biết cảnh, cái tánh nhận biết cảnh, cái tánh nhận biết cảnh. À, một số vị giáo thọ gọi cái đó là cái be knowing, cái be knowing, một cái biết mà coi như là thuần khiết, cái tánh nhận biết cảnh, rồi mới cộng với lại những cái tâm sở, cộng với lại các cái tâm sở. Thì tâm thì bắt buộc là phải có dựa vào nhân duyên nó sanh lên. Thì như vậy thì cái bản tánh nhận biết cảnh của tâm thì nó do duyên gì? Nó có do duyên là sanh lên hay không? Thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào? Con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái nói một cách phổ thông thì chỉ nói chỉ biết thôi. Cảnh của nó đó, nó bị cái làm cho nó thay đổi sự biết cảnh của nó chứ không phải gì đó. Nó thay đổi là thay đổi như thế nào? Thí dụ bây giờ cái cảnh đó, đó là nó, thí dụ nó xúc vô cái sắc thần kinh nào đó, thì khi mình nó trồi lên đó, thì cái tâm nó chỉ biết cái cảnh đó, nó xúc vô đó thôi, nhưng mà biết như thế nào thì phải qua các tâm sở. Nhưng mà cái khổ cái đó, nó qua cái tâm sở, nhưng mà bây giờ mình nhận diện những tâm sở nào thì mình làm không được là tại sao? Tại vì trong cái bốn tay tâm với các tâm sở sanh diệt 1000 tỷ sanh lại, vậy thì mình biết cái gì? Thấy không? Người ta tưởng đâu tôi mà tết chứ không phải. Nó dựa vào một số cái điều kiện đó. Tại sao khi cái sắc đó nó xúc vô cái sắc thần kinh mắt, nhưng mà cái động tốc của cái lộ ngũ đó là tâm tham hay là tâm sân? Phải không? Thì nó phải do cái điều kiện các tâm sở nó đi chung với cái loại tâm đó, trong cái người đó thì cái cá tánh người đó như thế nào. Ví dụ mình nói về cá tánh tham sân si hay là tứ giác gì đó ha, thì cái cách nhận biết khác nhau, ngoại trừ khi cái người đó bắt đầu hạ thủ công phu về pháp hành mà đúng mức á, thì người đó mới có thể thay đổi số cái điều kiện, cái sự biết cảnh của tâm mà thôi. Thường thường là không có, nếu mà không có học đúng mức á, thì nó bắt cảnh theo cái điều kiện của các tâm sở. Hãy thấy cái đó bụp là một cái là sân liền, thấy cái đó bụp cái là tham liền. Đó. Thành ra khi nào mà mình có một số cái điều kiện về pháp học những cái đó, thì lúc đó mình mới có thể thay đổi cái sự nhận biết cảnh của nó được. Đó. Thành ra thay vì mình dùng cái nó automatic là cái tâm tham tâm sân nó phát sinh, nhưng mình có thể mình dùng cái tâm thiện, hợp trí hay là ly trí gì đó, tùy theo cái kinh nghiệm của cái sự về cái những cái điều kiện về tâm của mình. Đó. Thành ra tại sao mà mình phải vô bắt đầu hành thiền, họ phải nhận dạng cho mình, dạy mình nhận dạng cái này cái nọ cái này kia rồi để cho mình dùng những cái điều kiện đó để mình thay đổi một số cái sự nhận dạng của tâm đối với các cái sự biết cảnh đó. Đồng ý là nó phát sinh là nó với biết cảnh thôi, nhưng biết cảnh biết như thế nào chứ không phải là lúc nào cũng biết, mà biết theo một cái automatic là cái thấy nó là sân ra, thấy nó sân ra thì như không anh nó như vậy đi hành thiền chi nữa. Nó anh nó có những cái đó mình phải có một số cái điều kiện về pháp học để mình biết một số chuyện vậy đó, thì nó giúp mình nhiều lắm. Còn nếu không thì mình cứ nó trôi theo dòng nước, mình là người lộ vốn chứ không ai lộ hết. Thành ra
Vị nào mà có kinh nghiệm nó có thể chia sẻ để biết thì quý vị hành thiền đó, quý vị có tập được những cái đó hay không thì để cho anh em đây chia sẻ một số kinh nghiệm cho anh em ta biết nha. Thì nhớ cái thứ hai chúng tôi cũng nhắc là ngày thứ ba, thứ hai chứ, ngày thứ hai này là ngày Athamibusa, tức là cái ngày làm lễ trà tì. Cái đức cô của Đức Phật mình đó, Đức Bổn Sư đó nha. Chúng tôi không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng nếu quý vị có điều kiện đi các chùa nào mà có tổ chức lễ, đi tới đó để mình nhớ là cái ngày này là cái ngày, nghĩa là chư Tăng vào cái thời đó, đó thời Đức Phật đó, đang làm lễ trà tì do Ngài. Rồi các sư ở đó sẽ dạy cho biết tại sao châm lửa không cháy phải 8 ngày sau bắt đầu đốt được này kia xong. Quý vị nên đi tới những cái chùa gần quý vị, chùa nào có tổ chức ngày Athamibusa này, tới đó học hỏi một số cái điều liên quan tới Đức Phật, ngày lễ trà tì của Đức Phật. Bình thường khóa phải rảnh thì không biết hỏi ngày chủ rung thì có tổ chức gì không. Ngày thứ ba tức là ở ngày thứ hai chứ, tức là bên Việt Nam là ngày mai phải không, còn ở đây thì ngày mốt là ngày lễ Athamibusa, tức là ngày lễ trà tì cho Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, hồi tuần vừa rồi thì con cũng có đi lên dự lễ ở chùa Bửu Long đó thưa sư. Dạ, ở chùa Bửu Long cũng đơn giản, cũng không có cầu kỳ gì, dạ. Cũng đông Phật tử nhưng mà cũng không có phải là cầu kỳ gì lắm. Mỗi năm thì ở trên chùa Bửu Long thì có thuyết pháp, dạ. Nhưng mà năm nay thì lại không có thuyết pháp, dạ. Năm nay chỉ làm lễ thôi, dạ. Là cái rằm tháng tư vừa rồi lễ, dạ. Không có gì. Dạ, xin mời các anh chị. Dạ, thì chắc là ngày mai, ngày mai bên con thì bên đây thì được cái là chùa đồ cũng dễ đi đó thôi chứ, dạ, dễ đi, nhiều chùa Nam Tông đồ lắm. Ở Việt Nam thì chúng con được có cái phước đó là nhiều chùa lắm, dạ. Chùa của sư Trí Đức thì xa quá, là gì là thường thường là chúng con chỉ đi vào mấy cái dịp như là dân y Katina. Dạ, dạ, con xin quay lại cái vấn đề về cái tâm này đó thưa sư. Dạ, thì ví dụ như là cái tâm, dù đó là tâm tham thì nó sẽ nương vào cái, con lấy ví dụ cụ thể, tâm tham thì nó nương vào cái cảnh gọi là cái tỉnh tướng mà nó sanh lên. Tâm sân nó cũng có cái duyên của nó để mà nó sanh lên. Nhưng mà dù là tâm tham, tâm sân hay là tâm si thì khi mà nó sanh lên đó, thì nó luôn luôn nó nằm chứa trong đó là cái bản chất của tất cả các tâm đó. Nó đều giống nhau ở cái chỗ là cái sự nhận biết cảnh. À, cái sự nhận biết cảnh của tất cả các tâm là cái bản chất đó là giống nhau. Thì mỗi một tâm nó sanh lên thì nó phải nương vào điều kiện, vào nhân duyên nó sanh lên. Nhưng mà cái bản chất đó đó, cái bản chất nhận biết cảnh của tất cả các tâm đó, đó là do trong bản nêu vi diệu pháp là hoàn toàn không có đề cập tới cái đó. Nếu mà mình nói rằng đó, là chính cái duyên của từng cái tâm nó là cái duyên để cho cái bản chất đó sinh lên, thì như vậy họ chẳng lẽ rằng là cùng một bản chất mà nó nhiều duyên khác nhau để mà giúp nó sanh lên, thì điều này thì nó không có tự nhiên. À, như vậy thì chỗ này nó hơi khó giải thích chỗ này, thì con xin sư từ bi hoan hỷ nói thêm một chút nữa về cái vấn đề về cái bản chất nhận biết cảnh của tâm ở thời sự của tất cả các tâm. Thì cái cảnh mà của cái bản chất mà nhận biết của tâm đó, nó nhận biết đó thời sự, thì cái cảnh đó nó có giống như là nó, cái chỗ này đúng là khó nói. Dạ, con xin gửi mic để cho sư tiếp tục chỉ dạy vấn đề về cái nhân duyên mà nó, cái bản chất nhận biết cảnh của tâm nó có lệ thuộc vào nhân duyên để mà nó sanh khởi hay không. Dạ, con chỉ hỏi vấn đề như vậy thôi.
Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, sự nhận biết của tâm thì nó phải dính vào cái nhân duyên chứ sợ là không dính được. Nhưng mà cái khổ cái đó, cái nhân duyên đó là cái chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Bởi vì mình có chữ trùng trùng duyên khởi đó, chứ không phải là nó một hai cái duyên. Thành ra thường thường người ta dựa vào cái nhóm mà nó dính vào trong đó, chứ người ta không có thể dựa vào một hai cái duyên được. Bởi vì quý vị biết một cái lộ mà nó phát sanh, thí dụ như mình nói cái lộ nhãn này, nhãn khi mà nó phát sanh lên mà để nó nhận một cái đối tượng đó, mình tính một lộ trình tâm đó thôi, nó càng nhanh lắm, nhưng mình tính một lộ trình tâm đó thôi, nó đã gần 200 cái nhân duyên trong đó rồi, chứ làm sao mà ấy được ha. Mà khi mà nó 200 như vậy đó, thành ra cái từ danh từ trùng trùng duyên khởi là cái chỗ đó ha. Nó rất là nhiều cái chuyện mà bây giờ đó thì tìm ra cái chỗ cái nơi mà giải thích đó, tại sao là nó phải như vậy thì chúng tôi tìm cũng chưa ra đó. Bởi vì nó nhanh như vậy thì chắc cũng không có mấy người mà có ở không đâu mà ấy được. Ví dụ như bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu thôi. Ví dụ như một cái lộ đầu tiên phát sanh đi đó. Thì bây giờ mình nói nội cái chuyện mà cái chỗ cái tâm sở ấy, cái tâm mà nó gọi là nhãn thức đó, mà nó nhận cái đó đó, thì nội cái nhãn thức của nó đó, cái nhãn thức không á, thì nó có bảy tâm sở đi theo nó. Thật xã quê thế na sẵn gia chê tình nai kẻ cá ta chi quýt tiên thư giá chê mà nó xì cà rá. Thì nội bao nhiêu đó thì nó đã hỗ trợ để nó giúp cho cái tâm đó nó ấy rồi, phải không? Nó giúp cho cái tâm nó nhận cái đối tượng là cái đó, là cái cảnh sắc đó. Nó làm cái cảnh sắc như vậy đó, thì hỏi là nó cần những cái gì nữa đó. Thì nó cần những cái mà liên quan tới cái cảnh sắc, cái cảnh đó đó, thì nó có cái gì? Nó phải có ánh sáng, nó phải có nghĩa là nó có ánh sáng, rồi nó có thêm những cái gì nữa đó, nó tùm lum trong đó đó. Thành ra nếu mà tính tổng cộng hết cái đó đó, nó cả gần 200 cái nhân duyên trong đó. Thì bây giờ ông 200 ngàn trong cái nhân duyên đó, không có ông nào mà có khả năng quyết định được cái nhân nào là nhân chánh, nhân nào là nhân phụ. Bởi vì nó đi đồng loạt với nhau, đi đồng loạt với nhau. Nhưng mà người ta tính đó, nếu mà cái người đó mà hành thiền để có cái sự vững chắc trong cái sự nhận biết vậy đó, thì người ta có thể người ta làm cho cái sự nhận biết của người ta nó thay đổi chút ít thôi. Ví dụ thay đổi thay vì là mình cái đầu động tóc xuống của cái lộ đó là tham là sân, thì người ta có thể thay đổi là thiện, hợp trí hoặc ly trí, thì cái đó là người ta có thể làm được thôi. Còn cái mà khi mà nó xúc vô một cái đó, là nó automatic là nó phát sanh liền, nó phát sanh một vài cái lộ trình tâm, nghĩa là một vài ngàn cái lộ trình tâm đầu tiên là nó automatic, chứ không ai mà để kiểm soát được cái đó được đó. Cái nó khổ là ở chỗ đó chứ không phải nó khổ gì đó. Nhưng mà theo các nhà mà về pháp hành nhiều đó, thì họ nói mình hành để mình thay đổi một số cái điều kiện sau khi mà những cái những ngàn hay là tỷ cái lộ trình tâm đầu tiên nó phát sanh, là mình bắt đầu mình có thể mình đưa về một cái điều kiện gì đó để giống nó làm theo cái điều kiện để mình có thể quan sát được cái đối tượng nó tiếp tục như vậy đó, để cho mình hiểu một số vấn đề, thì cái đó làm được. Nhưng mà hãy mà nó xúc cho một vài tỷ cái lộ trình tâm đầu tiên đó, thì không thể nào kiểm soát được cả. Nó nhanh vậy làm sao kiểm soát được đó. Vấn đề là nó có nhiều cái chuyện như vậy đó, mà mỗi lần mà nó một cái búng tay tâm sanh diệt như vậy đó, thành ra nó trùng trùng duyên khởi, chứ không thể nào nói mà nó một hai cái duyên được đó. Thành ra đó là những cái rất là khó khăn để cho mình học để mình hành, chứ mình giờ mình học để mình tìm hiểu thêm những cái đó thì có lẽ là phải chờ khi nào tuổi thọ con người lên cả trăm ngàn kiếp thì thời Đức
ghi lại thì mai ra có thời giờ để học được hiểu được thêm một mớ được, chứ còn bây giờ có 7-80 năm ăn thua gì đâu mà học chưa xong, chưa xong cái căn bản đã đi vô chảo rồi đó thôi, lo nhiều quá cũng chắc cũng không xong. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi của cái nít chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, thưa sư, là xin sư giải thích cho chúng con hiểu giới bị lũng lỗ, giới bị đứt. Đức bi là đức gì không biết, là đức bi và giới bị ô nhiễm. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư gì. Cái này là do người ta đặt ra để người ta ấy, ví dụ giới bị lũng, ví dụ năm giới, đức một cái giới nào giữa, đức giữa giới bị lũng, còn hãy đức cái giới đầu với giới cuối, thì nó gọi là bị gì đó, là người ta có cái tên đó đó. Nhưng mà với cái đó, đó thật sự chúng tôi học hồi xưa, chúng tôi nhức đầu quá, chúng tôi không có để những cái tên của họ đặt. Ví dụ như bây giờ mình có giữ năm giới không, thôi đừng nói để tám giới hay là giới ông sư chi cho mệt. Ví dụ như mình đứt cái giới đầu tiên, nó có cái tên riêng của nó. Mà mình đứt cái đứt hai giới, giới thứ nhất, giới thứ ba, nó lại có cái tên khác. Mà nếu mà nó đứt ba giới là giới thứ nhất, giới thứ ba, giới thứ năm là có tên khác. Hay là giới đầu, giới đuôi tên khác gì đó. Thì bây giờ hỏi bị lũng, bị đứt đều, bởi vì mình chỉ cần biết cái đơn giản nhất là tôi bị hư cái giới đó, tôi đi xin lại cho nó khỏe. Chứ đâu chở đâu mà đi tìm hiểu thêm chi mấy cái này, chi cho mệt. Bộ dư thì giờ lắm hay sao vậy? Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Một trong những cái mà nó làm chướng ngại cho mình, dẫn tới những cái phiền não, đó là mình thường bị chạy theo cái tục đế, những cái quy ước của cái thế gian này. Như vậy thì xin sư chỉ dạy coi như là bây giờ một cái người tu hoặc một người Phật tử, thì mình làm sao, mình tác ý hay mình đại khái mình làm như thế nào để mà mình hạn chế bớt, hoặc là mình ít bị đi là những cái quy ước tục đế nó đánh lừa mình. Dạ, dạ cần kính xin sư. Tại vì cứ dính vào cái những cái quy ước của tục đế thì nó là cái duyên để mà nó sanh phiền não. Như vậy thì nó có một cái cách thức, ví dụ như là mình tác ý hay là như thế nào đó để mà mình giảm bớt đi, hoặc là mình không bị những cái quy ước của tục đế nó đánh lừa mình, nó làm cho cái phiền não nó sanh khởi. Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Dạ. Đây nó là một cái pháp mà thực hành rất là thực tế để mình thoát được cái sự chi phối của những cái quan niệm, khái niệm, ý niệm của tục đế. Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là muốn thoát khỏi cái đó, cái căn bản nhất là phải học về thực tinh pháp, tức là mình học về di diệu pháp đó, nó tấn ra học di diệu pháp, học tới một, nghĩa là theo như là bên Thái bên Miến Điện, học ít nhất phải học hết di diệu pháp trung cấp. Di diệu pháp trung cấp là nó tính là cái gì, tức là học hết thắng pháp tại vô lượng, rồi học thêm cái thâm ma sẵn ca ni với một số phần của quý phần khác, được gọi là di pháp trung cấp, tức là chưa học hết cái chương trình của nó. Thì mình học bao nhiêu đó thì mình có thể bắt đầu hạ thủ công phu. Khi hạ thủ công phu được á, thì mình mới bớt được cái mà đều quên hỏi. Còn nếu mình chưa học được như vậy thì mình không thể hạ thủ công phu được, mà không hạ thủ công phu thì mình không thể nào nhận dạng ra danh sách, nhận dạng ra những cái gì mà mình nhìn này nọ xong, thì mình không thể nào mà có cái điều kiện mà giống như mình muốn được. Thành ra khi mà mình, cái người mà có thể làm được những cái chuyện đó, đó tối thiểu là phải tới qua cái tệ thứ tư đó, thì mới bắt đầu là có khả năng để làm cái điều quên hỏi. Còn nếu mà chưa qua được cái tệ thứ tư rồi đó, thì không có ấy. Bởi vì theo chú giải đó, cái tệ thứ tư nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là tạ đô ná, phần thứ hai gọi là phá la quá. Cái tạ đô ná là nó vẫn còn yếu, thành ra nó bị cái bí bạch sinh u và kỳ lê xạ, tức là phiền não minh sát nó chen vô. Mà khi cái phiền não minh sát nó chen vô mà nó lừa được mình, tức là mình chưa có khả năng gì hết. Thành ra sau khi mà mình thoát được khỏi cái đó rồi,
thì mới bắt đầu là mình tránh được cái sự lừa lọc của nó, thì mình mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Bởi vì lúc đó là nói chuyện đối với mình là mình nhìn cái người đó, mà nếu mà đẹp thì mình thưởng thức, còn không đẹp thì mình chỉ thấy danh sắc thôi là khỏe rồi, thấy không? Nên nó mới bắt đầu là từ đó thì mình mới có thể có khả năng để mình thoát khỏi những cái cám dỗ của những cái đó được. Chứ còn nếu không mình vẫn bị nó cám dỗ như thường. Tại vì những cái mà nó cám dỗ mình, nó đã theo mình bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi đó. Những cái tâm tham sân si trong đầu mình nó theo mình bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Thành ra khi mình nhìn nó, mình không nhận dạng được nó, mà mình vẫn tưởng nó là bạn của mình, mới chết. Chứ nếu mà mình nhìn nó, mình biết đó là bạn mình cũng không được, phải là kẻ thù của mình thì nó khác. Mà mình nhìn nó, mình thấy nó là bạn của mình, là kể như mình tiêu rồi là mình bị nó sọ mũi liền đó. Thành ra khi mình học được những cái điều kiện về thực tính pháp đó, thì nó giúp mình tránh xa được những cái đó, và nó giúp mình được nhiều chuyện khác nữa. Chứ còn nếu không thì đừng bao giờ hy vọng là mình tránh khỏi quân quýt chứ mình. Bởi vì nó đã theo mình theo A Tăng kỳ rồi, chứ không phải nó mới theo đây. Còn trong bao nhiêu A Tăng kỳ đó, chưa bao giờ thực tính pháp nó theo mình, thì làm sao mình làm sao mình chống lại mấy thằng chế định pháp được. Thì bây giờ bắt đầu hạ tủ công phu đi học để cho thấy đó, cái thằng chế định pháp nó cũng chỉ là như vậy, nó có điều kiện như vậy vậy vậy, thì lúc đó mình mới có thể mình bắt đầu mình thoát khỏi cái bàn tay mà dễ thương của nó được. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Xin mời mọi người. Sư ngồi nghỉ uống nước, con kính mời. Xin mời mọi người. Mọi người cứ ai có thắc mắc gì, không lẽ rằng là không có thắc mắc gì hết hay sao? Xin mời mọi người. Rồi, không có ai nêu vấn đề gì hết thì con cũng tiếp tục con nêu vấn đề để cho tiết kiệm cái thời gian. Cũng ngay trong vấn đề về thực tính pháp thôi. Thì trên thực tính pháp thì nguyên tắc là nó phải rời bỏ cái chế định, cái ngôn ngữ chế định, cũng như là cái nghĩa lý chế định, cái nghĩa chế định. Thì trên thực tính pháp là nó phải vắng bặt cái ngôn từ chế định và cái ý niệm, cái khái niệm. Như vậy thì trên thực tính pháp á, thưa sư, trên thực tính pháp như vậy, cái thực tính pháp á, là nó không có, nó không có dính líu gì đến các cái ý niệm hết. Thì như vậy á, thì cái ý niệm về thời gian, tại vì thời gian cũng là một cái pháp chế định, thời gian cũng là một cái pháp chế định. Thì như vậy thì cái pháp thực tính á, là nó chỉ có ở hiện tại thôi. Thì nó ở hiện tại, và khi mà ở tâm á, mà nó ở trên cái pháp thực tánh, nó trọn vẹn ở trên cái pháp thực tánh, thì lúc đó nó không có ý niệm. Mà không có ý niệm có nghĩa là nó cũng vắng bặt cái ý niệm về thời gian. Thì như vậy nó có thỏa mãn được cái tính chất là akaliko hay không, thưa sư? Akaliko là không có thời gian. Đương nhiên akaliko mà theo đúng nghĩa của chú giải thì đó là giữa tâm đạo và tâm quả sanh lên không có thời gian. Nhưng mà bây giờ con thấy rằng là con nêu ra một cái vấn đề là trên cái pháp thực tính, trên pháp thực tính nó cũng vắng bặt cái ý niệm về thời gian. Thì như vậy nó có thỏa mãn được cái tính chất là akaliko, một trong sáu cái ân đức của cái giáo pháp Svakkhato Phagavata Thammo, Sannidhiko và akaliko. Và con xin gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm ở đây ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó,
ngoại trừ các tâm siêu thế mà thôi. Chứ trong các tâm hiệu thế, dầu là thật tính pháp đi nữa, các tâm hiệu thế nó vẫn không thể nào Akaliko được. Dầu rằng nó có thể nó phát sinh liên tục nhưng mà không thể. Thí dụ, động tốc thứ bảy, chao ná thứ bảy, xong tới tà tha ra mà ná. Thì mình thấy tà ra ra mà ná là quả gì? Thì hỏi cái động tốc thứ bảy nó dính liền với tà tha ra mà ná đó. Động tốc đó, thường thường nó là thiện hoặc bất thiện. À, mà khi mà nó qua tới cái tathāgatamana thì nó là tâm quả như vậy, thì hỏi cái động tác thứ bảy nó liên tục với tâm thiện vậy, nó coi là akago không phải. Bởi vì hai cái tâm tathāgatamana nó là quả của cái khác chứ nó không phải là quả của cái thằng động tác thứ bảy. Nên nhớ chuyện đó, nó không phải là quả động tác thứ bảy. Đó. Nên làm sao gọi là akaligo được? Akaligo chỉ có tâm siêu thế thôi, bởi tâm siêu thế thấy rõ ràng. Đạo vừa diệt là quả phát sanh, mà quả đó là quả của diệt, cái là tâm sơ quả phát sanh chứ không thể nào gì quả phát sanh được đó. Nó mới gọi là Akaligo được. Còn trong đời sống hàng ngày mình giàu rằng mình có tạo thiện pháp liên tục đi nữa, thực tính pháp liên tục đi nữa, nó cũng không thể là Akaligo. Bởi vì nó không phải là nhân quả liên quan được. Đó. Thì mình cứ coi biết liền gì đâu. Mình viết vài chục cái lộ trình tâm ra. Rồi mình coi cho nào Akaliko. Cũng có cho nào Akaliko đó. Thành nó giàu thật tính pháp thì cũng vậy đúng không Akaliko? Bởi vì nó phát sinh theo cái chu kỳ của nó. Nhưng mà nhân quả khác nhau. Không phải là nhân phát sanh là quả phát sanh liền theo đó, giống như là tâm đạo với tâm quả. Thành ra thực tính pháp cũng không thể Akaliko được. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con nêu thêm một cái câu hỏi, có lẽ là cũng cuối cùng rồi, là cũng sắp hết giờ rồi, còn có 7 phút nữa thôi. À, trong đạo Phật con cũng thường nghe đề cập tới cái gọi là vô phân biệt trí thôi sư. À, một cái trí mà nó vô phân biệt, the wisdom of non-discrimination, vô phân biệt trí. À, thì không biết rằng là ở trong Bali thôi sư, con muốn hỏi sư là trong Bali có đề cập tới cái loại trí mà vô phân biệt đó hay không thưa sư? Nhà con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính từ chư quý vị. Thật sự trong lúc chúng tôi học thì chúng tôi không thấy cái danh từ nào liên quan tới cái đó. Nhưng mà theo lời giải thích của một số cái vị đó, thì vô phân biệt trí đó là đối với những cái người mà nghĩa là có khả năng để nhập thiền đó, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền minh sát, thiền quả rồi đó, thì họ có thể trong cái khoảng thời gian đó, ví dụ xong nguyện nhập một ngày hai ngày vậy đó, thì trong thời gian đó là những cái đó nó phát sinh liên tục, thì cái trí đó nó không có nhận dạng được đối tượng, nên làm sao nó có trí phân biệt hoặc là không phân biệt. Thấy không? Nên người ta gọi cái đó, nghĩa gọi một cách gián tiếp là vô phân biệt trí, nhưng mà cái đó thì nó không chính xác. Thì chỉ có trường hợp đó là cái trí nó phát sinh liên tục mà nó không có phân biệt cái gì cả, bởi vì nó trong cái trạng thái là chỉ có đối tượng duy nhất là đối tượng của thiền mà thôi. Đó. Còn ngoài ra không thể nào có cái gì mà trong đời sống hàng ngày mà được gọi vô phân biệt trí, thì chúng tôi chưa thấy, mà trong Bali cũng không có thấy. Chỉ có nghe những cái vị ở ngoài ta giảng, ta thuyết pháp, ta giảng rồi ta có những cái thí dụ dựa vào một số cái điều mà đời đặt ra, nó thí dụ để cho mình thấy những cái chuyện như vậy thôi, nhưng mà cái đó thật sự là nó không có chính xác. Rồi mời quý vị nào còn câu nào nói câu nữa đi, rồi sẽ giọt nó mua bức thải ra. Dạ chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ sa thú. À, xin mời quý vị một câu nữa, sư cho chúng ta thêm một câu hỏi nữa. Xin mời các anh chị. Xin mời các anh chị. À,
vẫn không có ai thì thôi con nêu luôn cái vấn đề ra nữa, đó là trong 10 cái, trong 9 cái ân đức, trong 9 cái ân đức Phật đó, thưa sư, trong 9 cái ân đức Phật đó, thì tại sao không có cái ân đức Như Lai, thưa sư? Cái Tathagata, Tathagato không có không, sư? Chỉ là nói chung là trong 9 cái ân đức đó, đó thì tại sao lại không có cái một cái ân đức cũng rất là phổ thông, đó là Như Lai, thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Về Nhà Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bởi vì Như Lai là cái danh từ để Đức Phật xin nói ra đối với một số người, hoặc là một số người ta kính trọng mà người ta không có ở trong cái Phật giáo, thành ra cái chữ đó, đó nó là một danh từ đi khi mà người ta nhắc tới là nhắc tới Đức Phật mà thôi, chứ nó không phải là cái ân đức mà được người ta hàng ngày người ta ca tụng, người ta tán dương những cái điều kiện đó, không? Chính cái ân đức kia là được người ta tán dương. Hay mỗi lần nhắc tới ta biết đó, đó chỉ có đức Bổn Sư có đủ điều kiện để được có cái ân đức đó. Nhưng mà còn từ Như Lai lần thường Đức Phật thì người nói thì người nói cái đó Như Lai không có biết, tức là nói một cách trong trọng giống như mình vậy đó. Nên chứ nó đâu có nghĩa gì đâu. Cách xưng hô gì thôi, hoặc người khác ta gọi ngài là Như Lai thôi, chứ nó không có giống như kia. Còn cái chính căn đức kia là quý vị nếu vô trong cái mà niệm giới Đức Phật là thấy người ta giải thích rõ ràng cái đó có bao nhiêu loại, làm như thế nào để gọi cái đó có hết á, có cái đó có bao nhiêu điều kiện để được gọi như vậy có hết, thành ra đó mới là đức. Chứ còn nếu không thì người ta không có gọi vậy, không gọi Như Lai thì không có giống như không có những cái điều kiện giống như những cái điều kiện của A-la-hăng hay là Bút-thô hay là này cái em dùng thì không có, Su-ga-tô này kia không có, thành ra không được gọi cái đó là đức của Đức Phật được. Nó không giống như những cái kia đó. Thì quý vị cứ tìm cho thấy, hỏi vô cái tìm mà chứ định nghĩa chứ Như Lai cái là cái gì thì biết liền. Nó không có giống như những cái điều người ta tìm như người về Đức Phật nha. Đó. Thành ra thôi quý vị không có đặt câu hỏi, đại chúng tôi cũng xin giải phúc hàng đề nghị sớm. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Gia Kinh Từ Sư Năng Lễ Đạo Tràng. Tất cả phước báo phát sanh trong học thoại của hôm nay xin hãy là mối duyên là hãy tất cả chư tôn hiện giả cùng các tự sinh năng người nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm lệ tâm. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mài Giả, Nam mô Sẵn Khề Giả, Nam mô Đất Phật Nạc Tây Giá Sa. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mài Giả, Nam mô Sẵn Khề Giả. Dạ, chúng con kính tri ân Ngài Liệu Tông đã đến Trung Phật Giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng con. Dạ, chúng con tri ân Ngài. Dạ, giờ đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo để kính Sư Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Uttamang ghe na hoành đề hằng bà đa bằng sùng quá rút ta mang Bút thể dô khá lý tàu đồ sô bút thô khá má tú tăng má măng. Con đem mắt lòng thành kính cúi đầu làm lễ lý trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoành đề hằng thâm mạnh cha đu vi thần quá rằng. Thâm mê dô khá lý tàu đồ sô thâm mô Kha ma tu tăng ma măng. Con đem một lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Phật học và Pháp hạnh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi cho con. Út ta mang ghê na hoành đề hạng sang khanh cha đô vi thốt ta mang sang khề vô khá lý tàu đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo
xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng đến Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Vatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha hainu pawe nasada sothi pavantu te vatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sambathammainu pawe nasada sothi pavantu te vatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha hainu pawe nasada sothi Pháp Hoàn Tụ Tên Tất Cả Hạnh Phúc Hằng Có Đến Người Cầu Xin Chư Thiên Hộ Trì Đến Người. Do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo Pháp, do nhờ quá đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Số A-tha-la-thô Sư Tô Vê-rô-nô Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Gôm Sư Vị Tổ Hội Sa Hạ Sập Bế Nhà Thí Phi Sa Tha La Tha Sư Vị Tà Vô Rô Na Hà Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Vị Tổ Hội Sa Hạ Sập Bế Nhà Thí Phi Tề A Tha La Tha Sư Vị Tà Vô Rô Na Hà Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Vị Tổ Hội Tha Sa Hạ Sập Bế Hệ Nhà Tị Phiên Cầu Xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. Dạ đề quá ta san ti vi hà ra hoa si ni thù bề kha rê ô thị kha rê ta hình ta hình ta ma tham ma đa nê na pha hoàn tu bù chi ta xót thịnh ca rôn tê tha vi hà ra mạnh đa lê thề ra cha mắt cha na quá ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na bát ti u ba sát ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra Sắp ba na phu ta su khi ta phá hoàn tu tê Cha là bu cha dê vi cha anh đã sầm phá hoa Sẵn sê đã cha ta a tha vô ba ba ti ca Niêu ya ni căng thăm ma hoa răng ba tích cha tê Sắp bê bi đục khách sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rang sat tang tham mo tham mat tha ra cha buk ga la sang kho ho tu samat go wat tha ya chai ta ya cha am he rak khan tu sat tham mo sat be bi tham ma cha ri no wut thân sam ba bu nay ya Ma tham ma ri yap ba quê đi tê Mượn cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi hiệp thân bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hà sa tỳ khu chẳng luận trẻ già Cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu thiện nam, tín nữ, công phu đều là thí chủ đầm phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng, kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường. Noãn thai thập quá khi nương Pháp lành, giải thoát Pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ triền quanh đọa đại. Cầu cho hương thịnh lâu dài, phát thiện trí thức các ngày mở mang. Bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích cách mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đạo quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tấn hóa Phật rồi giáo truyền và dạ, con kính Ngài Thế Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con và dạ. Giờ sinh hoạt Phật Pháp hôm nay đến đây đã được hoàn mãn. Con kính Ngài Trí Đức đóng gươm ạ. Dạ, con kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con tính Pháp hôm nay. Dạ, con kính Ngài đóng gươm ạ.